chương 151, gương mặt cứng đờ. Một thúy lan nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng dấp cho đến khí chất nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Trong lòng cô ta nổi lên sự chán ghét. Người dành chiếc túi limit từ kia của tôi là cô, cô còn hỏi sao? Một thúy lan tức giận chất vấn. Vì một chiếc túi mà cô đuổi tới đây. Vinh Thúy Hà cảm thấy nhân sinh thật buồn cười. Khu mua sắm cũng khá rộng, cô ta bằng cách nào cùng người trước mặt vào cùng một shop bán túi sách chẳng may chiếc túi cả hai nhìn chúng đều chỉ còn một cái duy nhất, sao có thể trách cô chứ? Cửa hàng ưu tiên ai có thể hội viên VIP, tôi cũng không dành gì cả, tùy tiện theo quy định mà thôi. Vinh Thúy Hà lên tiếng giải thích. Nhưng cô thấy kỳ lạ, cô gái trước mặt có rất nhiều nét giống với Trần Giai Linh, ban đầu cô còn cho rằng Trần Giai Linh cơ. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì chỉ là giống thôi. Suy cho cùng Trần Giai Linh là tiểu thư đại gia tộc, khí chất cũng đã quá khác biệt. Còn có, Vinh Thúy Hà phát hiện cơ mặt của cô gái này khá đơ, cảm giác như không mấy tự nhiên. Nhưng tôi là người vào trước, mà tối nay tôi cần nó. Tôi đã nói rõ cô rồi, trả giá cao hơn mua lại còn không được sao. Mộc Thúy Lan bĩu môi nhìn Vinh Thúy Hà. Chợt, cô ta nhìn thấy Hồ Cửu đang ngồi cùng Vinh Thúy Hà, hận ý trong lòng lại dâng lên. Hồ Cửu, hừ, kia là bạn gái mới của anh sao? Đúng là, một kẻ có tiền, còn một kẻ được bao nuôi. Xứng lắm, Mộc Thúy Lan gần giọng nói. Hồ Cửu cũng không mấy để ý chuyện phụ nữ lắm, nhưng người kia lại nhắc tên bản thân, còn nhìn bằng ánh mắt thù hận. Gương mặt cô ta còn hơi sưng đỏ, cơ chuyển động mặt hơi đơ, nhưng Hồ Cửu nhìn ra đó chính là trải qua can thiệp giao kéo. Tôi quen cô, anh lạnh nhạt nói. Mộc Thúy Lan lúc này mới hoàn hồn, thiếu chút nữa cô đã bị thù hận làm mở mắt, càng không cãi tay đôi với Vinh Thúy Hà, nhanh chóng bỏ đi. Cô ấy điên sao? Vinh Thúy Hà thấy lạ thì buộc miệng nói. Hồ Cửu cũng thất phản ứng của người kia quá lạ, cứ như đã quen anh từ lâu. Cô biết cô ta, mua trước cô ta chiếc túi thôi, cũng không quen gì. Nghe Vinh Thúy Hạ nói vậy, Hồ Cửu hơi ngờ vực, anh cảm giác ánh mắt cùng khí chất khá quen thuộc. Chỉ là nhất thời anh chưa nghĩ ra. Dù sao từ ngày có vợ anh vẫn luôn nghĩ về vợ, chỉ cần là thứ liên quan đến lục thạc anh đều để ý. Còn với người khác, nhất là phái nữ, anh ít khi để tâm cho nên anh không nhận ra mộc thúy hà cũng là chuyện bình thường nghĩ đến tối này cần để hữu thủ cha thông tin người kia một chút lúc này trong bệnh viện thẩm lương giỏ lớn giỏ nhỏ đến thăm hồ diệu thái dù sao ông ta cũng lớn tuổi nhiều quà chút cũng không đáng tiền hơn nữa lần này đến chính là muốn thăm dò một chút ông hồ ông ổn rồi chứ giọng điệu có vẻ hòa hoãn hơn hừ một ngày chưa bắt được tên nhãi đó về quỳ cúi đầu, ta chưa hả dạ." Hồ Diệu Thái tức giận nói. "Ông hồ, người kia đi cũng đi rồi, cho qua là được." Thẩm Lương khuyên nhủ, "Cậu nhìn đi, đây là gì? Tôi nuốt trôi sao?" Nói xong ông ta còn giơ tay lên, chỉ vào chỗ bị băng bó, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Thẩm Lương mắt thấy cũng khó khuyên nhủ, nhưng hắn nhiều lần điều tra thân phận Hồ Cửu vẫn không thể tra được gì. Mà hồ gia này quá cứng đầu. Hồ gia chúng ta có quen biết gì đại tướng quân hữu thủ ạ? À? Hắn ta vào vấn đề chính, suy cho cùng lần này tặng cho hồ gia bao nhiêu thứ cũng xem như có qua có lại. Đại tướng, hồ gia chúng tôi làm gì có thể quen tới mức đó? Hồ Bách Nhân ngạc nhiên đáp lời. Mà lúc này hồ Diệu Thái muốn tăng uy danh của mình cho nên gật đầu nhận bừa. Ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp, có nhiều mối quan hệ chỉ có ta biết, ta chết thì hết. Hồ Diệu Thái tự mãn khá cao. Thẩm Lương nhìn thái độ khẳng định của Hồ Diệu Thái thì vô cùng chắc chắn, hữu thủ cùng Hồ gia có quan hệ gì đó. Vậy thì tốt rồi, nhưng tại sao những chuyện như phiếu tín nhiệm kia? Thẩm Lương thăm dò. Có những chuyện đáng nhờ, có chuyện không thể, Hồ Diệu Thái kiếm cớ. Dù sao quen biết đại tướng là chuyện lớn, nếu có thể giữ bí mật nên giữ cho họ. Chuyện này thường thấy nhất. Ông Hồ, ông nghỉ ngơi một chút đi, cháu có việc cần về trước nói xong thẩm lương muốn rời đi thẩm lương tôi muốn cậu mang tên kia về cho tôi hồ diệu thái tuy là nhờ vả nhưng vì ở trên đỉnh hồ ra quá lâu mà quên mất nhờ vả phải hạ mình chuyện đó tôi không thể hứa nói xong thẩm lương đi thẳng nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa bệnh viện hồ lâm đã đợi sẵn hắn ta ngài thẩm tôi có chuyện cần bàn hồ lâm đón đường thẩm lương một mực muốn nói chuyện với ông ta ông hồ lâm có chuyện gì có thể nói ở đây? Không, đến nơi khác đi. Ánh mắt của ông ta liếc nhìn thẩm lương, cảm giác mùa xanh lại về rồi. chương 152, đạt thành thỏa thuật. Thẩm lương nhíu mày, thực sự hắn không hiểu Hồ Lâm muốn gì. Chẳng phỉa Hồ ra cũng yên ổn rồi sao? Thực sự tôi rất bận, không thể. Năm đó Hồ Thúy tại sao phải chết? Chị gái tôi làm thế nào mà phải uất ức tới chết? Ngài thẩm chắc chắn là muốn nói tại đây sao? hồ lâm kiên quyết cắt ngang câu của thẩm lương ánh mắt dò xét nhìn hắn ta cảm giác như có luồng điện xẹt qua đi chỗ khác thẩm lương nói ngắn gọn rồi quay lưng đi mà hồ lâm hiểu rõ chuyện năm đó không hề đơn giản hồ thúy không thể tự nhiên có thai nếu không vì hồ gia ép buộc có lẽ hồ cửu giờ cũng là người hồ gia chỉ là năm đó hồ gia không muốn hồ thúy mang con riêng muốn giấu kín chuyện có thai kia từ chối đứa bé ép gả hồ thúy cho thẩm lương nhưng chuyện hồ thúy có thai bằng cách nào đó đã đến tai thẩm lương không nghĩ cũng biết là kết quả thẩm ra cùng hồ ra không thành thông ra mà hồ cửu cũng bị lãng quên thật ra đêm đó hồ thúy chưa chết chỉ là hồ ra quyết định vứt bỏ bà ta hồ thúy mãi sau này hồi phục biết được hồ ra tuyệt tình tự tử mà chết nhưng mà hồ lâm không tin làm sao chị gái ông có thể tự tử được một vòng cha đi cha lại thì mọi thứ đều dẫn về phía thẩm ra tuy chân tướng chưa rõ nhưng ông tin thẩm lương cũng biết một hai nhìn thái độ hôm nay cũng thấy rõ vị này biết còn nhiều hơn ông nghĩ trong căn phòng kín của thẩm gia thẩm lương ngồi đối diện hồ lâm tuy nói là vẻ mặt bình tĩnh nhưng giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt ông hồ lâm có gì cứ nói thẳng đừng dài dòng tôi cần một sự đảm bảo từ ngài hồ lâm đề nghị đảm bảo nực cười hồ gia là đại gia tộc thế nào cần một thẩm gia đảm bảo thẩm lương cảm thấy mơ hồ vẫn không hiểu được ý muốn của hồ lâm trước giờ hắn chưa mơ hồ như vậy có lẽ vì nhắc tới hồ thúy cho nên hắn mới như thế tôi không nói hồ gia tôi nói là tôi hồ lâm nghiêm túc nói là ông tôi vẫn không hiểu ngài thẩm cũng hiểu rõ hồ gia hiện tại chỉ là vỏ rỗng trưởng lão quá mức hồ đồ hồ bách nhân cùng hồ tiêu kia là loại phẩm hạnh nào ai mà không rõ nhiều năm qua tôi bán mạng vì hồ gia cả việc lập gia đình hay không cũng do bọn họ ép buộc. ngài thẩm nghĩ xem tại sao gia tộc khác có chi thứ riêng hồ gia lại không có. hồ lâm cũng không vòng vo trực tiếp nói rõ. nhưng điều đó có gì lạ? dòng chính không có người tài chi thứ không nên xuất hiện người tài. đó là chuyện bình thường. thẩm lương cũng bình thản nói. nhưng lòng hắn dấy lên nghi ngờ. quả thực dù không có nhân tài nhưng chi thứ cũng không có người đúng là việc bất thường. phải biết trong đại gia tộc, dòng chính dù không tài giỏi, thì dòng thứ cũng không thể kế thừa, chỉ có thể phò trợ. Mà hồ gia kia, ngoài hồ tiêu thì hoàn toàn không có ai cả. Kể cả hồ lâm rõ ràng có thể cưới vợ sinh con cũng không có động tính. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới chuyện hồ thúy? Thẩm lương vẫn trột dạ chuyện này. Ngài đứng nói năm đó thẩm ra không nhúng tay vào. Chúng ta ngồi đây, lại là nơi của ngài. Còn sợ chuyện gì? Tôi đến tìm ngài, tìm sự đảm bảo, cũng xem như là đường cùng rồi. Tôi cần sự đảm bảo cho tôi, chỉ khi tôi còn, Hồ Gia mới có cơ hội làm lại. Hồ Lâm nhìn Thẩm Lương nở nụ cười chua xót. Làm sao ông biết Hồ Gia sẽ có chuyện, hay ông? Nghe Hồ Lâm nói vậy, Thẩm Lương cảm giác có dự cảm không lành. Ngài Thẩm, tôi vì Hồ Gia bao năm, tôi sẽ không hại Hồ Gia. Ngài vì một lời hứa với trưởng bối phải bảo vệ Hồ Gia, tôi đây hiểu rõ. Tôi cũng nói thẳng, với tình hình hiện tại hồ gia e là không trụ nổi. Mà cha con hồ bách nhân kia, tôi không dám chắc, tôi chỉ muốn ngài đảm bảo dù có chuyện gì, cũng mong bảo toàn một mạng này cho tôi. Hồ Lâm lúc này khẩn thiết cầu xin. Chuyện này, sợ là nằm ngoài khả năng của tôi. Thẩm lương do dự một chút, dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, nếu hồ gia gặp chuyện, e rằng năng lực thẩm gia cũng không làm gì được. Hắn không có thói quen hứa hẹn chuyện không thể làm được ngài có thể không lo được cho cả hồ gia nhưng có thể lo được cho tôi không phải sao nói đến đây hồ lâm đẩy ra một tờ giấy cho thẩm lương hắn cầm lấy tờ giấy này ánh mắt tối lại vô cùng hoảng dù bề ngoài duy trì bình tĩnh nhưng trong thâm tâm hán vô cùng khó chịu đây sao ông có nó thẩm lương cảm giác như mọi chuyện năm đó lại ùa về thẩm gia thực ra cũng có lý của thẩm gia tuy tôi cũng từng chán ghét các người nhưng tôi cũng hiểu được thẩm ra cũng không đáng trách hồ lâm thở dài thực ra có nhiều lúc ông cũng không muốn làm chuyện hộ gia giao phó nhưng là người của hồ gia ông còn cách khác sao ông không muốn bị gia tộc từ bỏ nhìn chị gái làm gương kết cục kia ông đang uy hiếp tôi đừng nghiêm trọng thế uy hiếp ông tôi được cái gì chứ cái tôi cần là sự đảm bảo không phải thẩm ra các ngài còn nợ hồ gia trả nợ cũng nên trả cho người xứng đáng đúng không Hồ Lâm cười nhấn mạnh, thật sự ông không ngờ một lúc nào đó, cái chết của Hồ Thúy, sự bất hạnh tột cùng của chị gái yêu quý kia, lại là phao cứu sinh cuối cùng của ông. Nghĩ tới Hồ Thúy là nhớ tới Hồ Cửu, lòng ông ta lại dấy lên nghi hoặc. Nếu đã nói thẩm gia làm vậy cũng không sai, thì tại sao lại nợ Hồ gia các người chứ? Thẩm Lương nhíu mày, nhìn tờ giấy, vo nát rồi vứt đi. Hắn thay đổi thái độ, lộ rõ vẻ tức giận. Ngài thẩm giận sao? có trách thì trách chị của ngài đi năm đó chị gái tôi đúng là có thai với người khác cũng vì vậy mà bị thẩm ra từ hôn cũng không sai vậy thẩm ra đứng sau gây tai nạn cho chị ấy là đúng sao thẩm ra còn ép chị ấy tự tử là đúng sao mà có lẽ ngài còn không biết một chuyện nữa năm đó hồ thúy có thai là bị người hại còn là người thẩm ra ngài đấy từng câu từng chữ hồ lâm nói ra vô cùng đanh thép hồ lâm cũng buông bỏ bao năm nâng lên đặt xuống hận hay không hận. Cuối cùng ông chọn lợi ích. Chỉ là thân phận người cháu hồ cửu kia, ông vẫn mãi không công nhận. Xem như là đứa con hoang của hồ gia mà thôi. Bị người hại thì hồ thúy có thể mang thai với ai chứ? Tìm ra thân phận cha đứa bé có tác dụng gì? Nếu là tên ăn mày, tên phục vụ rác rưởi nào đó có phải sẽ mất mặt hơn sao? Bị hại, ông lấp liếm cũng quá giỏi rồi. Nếu quả thật bị thẩm ra tôi hại, hồ gia các ông chịu để im sao? thẩm lương không tin tưởng. Sao có thể bị hại? Hắn yêu hồ thúy, cả thẩm gia trên dưới đều biết rõ, mà ra thế cả hai lúc đó xem như thẩm gia trèo cao, sao lại có chuyện hãm hại? chương 153, Sự thật năm xưa. Hồ Lâm quan sát biểu hiện của thẩm lương, quả thực nhiều năm qua ông ta nghi ngờ chuyện này có sự nhúng tay của thẩm lương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thẩm lương thực sự không có khả năng, năm đó thẩm lương một lòng muốn lấy hồ thúy, ai mà không biết. Nếu không có chuyện kia, sợ là giờ này gia tộc của Hồ gia cùng Thẩm gia đã lên một bậc khác. Thẩm Lương, nếu tôi nói chuyện với anh như hai người quen thôi. Bỏ đi địa vị chết tiệt kia. Tôi hà cớ gì lừa gạt anh? Hồ gia không làm ầm vì họ không quan tâm, cũng không rõ việc đó. Chỉ có tôi, năm đó vì tôi còn một phần con người, phần tình cảm kia nên tôi đã điều tra rõ mọi chuyện. Hồ Lâm dừng một chút, nhớ tới chuyện đau lòng kia, phần tình thân chôn cất bao năm cũng bị lôi ra. Cả người ông ta run rẩy. Ông cứ nghĩ rằng, bao năm qua phần tình thân này có lẽ bị chôn kỹ rồi, không ngờ nó vẫn còn. Cả người ông như vô cùng sợ hãi, phải rút một điếu thuốc hít mạnh mới làm ông ta bình tĩnh lại. Chuyện năm đó, tôi không rõ lý do gì chị gái ông phải làm như thế. Nhưng mà, Hồ Thúy, chị gái tôi bị hại có liên quan đến cô ta. Nếu không phải năm đó tôi điều tra kỹ, thì mọi dấu vết có lẽ bị xóa sạch. Tuy bằng chứng không đầy đủ, nhưng tôi có thể khẳng định thẩm thanh hương chính là kẻ hại chị tôi tin hay không tùy anh thôi với năng lực của ngài thẩm đây điều tra chuyện năm đó không còn khó nữa rồi chỉ là tôi vẫn không tìm ra kẻ kia cha đứa trẻ là ai mãi mãi tôi không biết cũng không muốn biết hồ lâm vừa nhả khói vừa nói thẩm lương trong lòng vô cùng đau đớn ai biết được năm đó hắn đau đớn nhường nào người con gái hắn yêu thương lại âm thầm có thai sau đó còn sinh ra đứa bé kia đúng là thẩm gia có tạo ra tai nạn muốn trừ bỏ hồ thúy cũng là thẩm gia ép chết hồ thúy nếu hồ thúy không chết thẩm gia không thể giải trừ hôn sự hồ gia lúc đó là đại gia tộc thực sự thẩm gia không thể nào để hồ thúy sống được chỉ là thẩm lương âm thầm che chở dù thẩm gia ra quyết định gây tai nạn hắn là người làm làm lệch hướng xe hồ thúy không chết chỉ bị thương nặng lúc hồ thúy tròn bệnh viện tư nhân là thẩm lương cố ý sắp xếp người bảo vệ không ngờ lần đó hắn sau khi làm nhiệm vụ quay về thì hồ thúy lại tự tử hắn đau nhưng cũng hận cô sao lại phản bội hắn vì hắn biết là thẩm gia làm hắn im lặng vì một phần hắn cho rằng hồ thúy phản bội hắn tôi không tin thẩm gia hay thẩm thanh hương cũng không có lý do làm vậy đừng quên kết thân với hồ gia đối với thẩm gia khi đó chỉ có lợi không có hại thẩm lương lắc đầu hắn ta không phải không tin hồ lâm chỉ là hắn ta không chấp nhận được bao năm qua hận thù bao năm tin tưởng thẩm thanh hương bây giờ lại biết sự thật sao hắn có thể tin nói đúng hơn là hắn không dám tin thẩm thanh hương không phải giờ là phu nhân trần ra sao hồ lâm nói xong đứng dậy ngài tự xem đi tôi không uy hiếp ngài tôi cầu một ân huệ cuối cùng cho tôi nói xong hồ lâm bỏ đi vẻ mặt ông ta khi bước ra khỏi thẩm gia vô cùng thoải mái bao năm qua bí mật kia chôn giấu kỹ trong lòng chị ông cũng đủ độc ác chi thứ của hồ gia không có con cháu nối dõi còn không phải hồ thúy xuống tay sao trước khi chết hồ thúy còn dọn sẵn đường cho con trai mình lúc đó hồ thúy biết rõ hồ gia sẽ không cần hồ cửu bà dọn một đường cả tộc hồ gia không ai có khả năng có con được nữa mà hồ lâm cũng không ngoại lệ chính vì vậy nhìn thấy hồ cửu hồ lâm cảm thấy phức tạp vô cùng hồ ra xem như xong rồi chẳng phải vừa ý chị rồi sao trả thù hay lắm hồ lâm đau đớn cười lớn tự nói với bản thân nước mắt trên gương mặt ông ta cứ thế lăn xuống có một chuyện ông ta chắc chắn bằng vào ngần đó chứng cứ trên tờ giấy kia để lại thẩm lương sẽ giúp ông vậy là đủ mà lúc này thẩm thanh hương đã sắp xếp cho mộc thúy lan trở thành một họ hàng xa của thẩm gia tận lực thay trần gia cùng thẩm gia kết giao quan hệ phu nhân tại sao là là bốn người, tôi. Một Thúy Lan được bà ta sắp xếp lên giường cùng bốn vị quan chức. Có thể nói bốn người kia cũng không phải là nhân vật tầm cỡ nào, họ đều là người trẻ, con cháu của một số gia tộc thứ hai ở phương Bắc. Sau đợt bỏ phiếu vừa rồi, bọn họ đều có trong danh sách được đưa lên chức, tuy không cao nhưng tiền đồ vô hạn. Một tiểu thư quên rồi sao? Cô yêu cầu tôi dùng con đường nhanh nhất, cũng không phải cả bốn người một giường chỉ là cùng cặp kè bốn người này thôi thẩm thanh hương cười lạnh nói đường đi nhanh thì cần đi tắt cô thấy không đúng sao huống hồ nên tận dụng thân thể này khi còn có thể bà ta càng nhấn mạnh đừng lo cha mẹ cô mở lại công ty rồi làm ăn khá tốt chẳng mấy chốc sẽ quay lại đường đua gia tộc ở thành phố ra lúc đó cô quay về làm một tiểu thư của cô ai biết gì chứ bọn người ở đây trong sĩ diện sẽ không ai hé nửa câu mà cô lúc đó cũng có lợi ích gì đó rồi, tôi còn quản được sao? Thẩm Thanh Hương vừa dùng cha mẹ cô ta để đe dọa, vừa dùng lợi ích trước mắt để mua chuộc. Một thúy lan nhíu mày suy nghĩ, dù sao đi đến bước này cũng không còn cách khác. Vậy, khi nào? Nhưng với cô ta, chuyện tự nguyện khác với bán thân kiểu này, dù là với ai hay với hình thức nào. Cô ta cũng đang bán thân cho bọn họ. Tuần sau, tôi đã sắp xếp, bọn họ chỉ cần ưng ý cô. Lập tức, cô có giá trị. Cô cũng nên học cách chiều đàn ông đi, họ không thích một người đơ như khúc gỗ. Nếu cô không có gì khác các vị tiểu thư quý tộc, thì họ cũng cần cô làm gì. Thẩm Thanh Hương nói xong cũng đứng dậy định đi. Một Thúy Lan vẫn ở đó suy nghĩ. Phải làm sao chứ? Cô đứng đó suy nghĩ, cô biết chỉ cần cô chiếm đủ lợi ích cho vị phu nhân này, cũng lưu lại ít lợi ích cho bản thân. Vậy thì ngày sau cô cũng xem như khổ tận cam lai. Nghĩ đi nghĩ lại cô ta cảm thấy thẩm thanh hương nói đúng, đối tượng cô bán thân cũng là các quan chức có mặt mũi, họ sẽ không vì cô ta mà làm ra chuyện gì. Họ cần mặt mũi hơn một thúy lan. Nắm chặt tay, cô ta quyết tâm nếu đã là một kiều nữ, phải làm cho tốt. Đi thôi. Tài xế chu chưa hiểu ý cô, đi đâu. Chẳng phải bà ta nói tôi cần biết cách chiều đàn ông sao. Đến chỗ có thể học được cách này. Một thúy lan nhìn tài xế chu, ánh mắt kiên quyết tôi chưa hiểu quả thật tài xế chu được phân phó là để chăm sóc cô ta cũng là giám sát bà chủ cũng nói qua chỉ cần là chuyện gì có lợi cho bọn họ không cần quản làm theo là được nơi hỗn loạn nơi mà nam nữ chiều được khách ở phương bắc này không thiếu chứ được lúc này tài xế chu mới hiểu ra ánh mắt có chút quái dị nhìn cô ta ông ta thầm nghĩ cũng không cần phải bán rẻ bản thân như vậy chứ nhưng chỉ là nghĩ cũng không nói ra thành lời tới thiên đường. Tài xế Chu nói: "Tôi muốn ông chờ tôi đi, còn đứng đó chờ cho tới khi tôi ra." Nói xong Mộc Thúy Lan lên xe, cũng không cho ông ta cơ hội từ chối. Quả thực, Thiên Đường chính là một trong những chi nhánh nơi Trình Vũ bị hành hạ. Mà quả nhiên nơi đây hội tụ đủ mọi loại dịch vụ nhạy cảm nhất, cũng là nơi phức tạp nhất chương 154, học cách yêu chiều đàn ông. Mộc Thúy Lan bước vào, gương mặt này cũng không còn là của cô ta, có gì phải sợ cho tôi dịch vụ nào tốt nhất. Nói xong chia thẻ cho nhân viên lễ tân, cô nhân viên cẩn thận nhận thẻ, sau khi quẹt cho cô ta một thẻ hội viên VIP. Một Thúy Lan mới hài lòng. Cho tôi một cô gái được nhiều đàn ông thích nhất ở đây, một tên đàn ông được nhiều quý bà ở đây mê đắm. Cho tôi cả hai, đều đến phong VIP. Cô lễ tân hơi ngẩn người, phụ nữ tới thường yêu cầu nam cao to vạm vỡ phục vụ, sao lại còn yêu cầu cả nữ. Nhưng cô ta không dám nói ra lời. Vâng. Nhân viên sẽ dẫn quý khách đến phòng Sau đó một tên đàn ông cao to cung kính dẫn một thúy lan tới phòng VIP Không lâu sau một phụ nữ với thân hình bình thường Không quá nóng bỏng nhưng lại có gì đó cuốn hút làm người đối diện không rời được Còn gã đàn ông thì vô cùng nguyên người Thân hình rắn chắc cân đối Quý cô có sở thích rất lạ Người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến Dáng đi lả lướt Không quá ẻo lả Nhưng đủ làm người ta thấy sự nhẹ nhàng của cô ta Cô tên gì? Mộc Thúy Lan thẳng thắn hỏi, "Ở đây cứ gọi tôi là Tiểu Diêu." Giọng nói của cô gái Tiểu Diêu vô cùng nhẹ nhàng, không quá xến, lại không nhõng nhẽo, chỉ có chút gì đó làm cô khó chịu. "Đúng vậy, phàm những thứ làm đàn ông ngứa ngáy rộn ràng, lọt vào tai người cùng giới đều tạo sự khó chịu." "Cậu?" Mộc Thúy Lan hướng mắt về người đàn ông kia. "Huy Phát." Hắn cũng không dài dòng, trả lời thẳng vào trọng điểm. Mà giọng nói trầm ấm tâm của Mộc Thúy Lan cũng có chút rộn ràng nha. Ai bảo gã trai bao kia dù gì cũng cường tráng, khá rắn chắc, điển trai là điều hiển nhiên rồi. Tôi nói thẳng, tôi đến đây không phải để tìm vui. Tôi cần là, các người dạy tôi cách làm cho đàn ông vui. Có thể gọi là thỏa mãn đi, làm sao họ không thể rời được tôi càng tốt. Mộc Thúy Lan cũng không vòng vo. Ai do, chị gái này, chị định cướp cơm em sao? Cô gái tiểu diêu cười sảng khoái người tôi muốn không rời tôi sợ là không phải khách của cô đâu. Phí cho mỗi người, 500 triệu, có thể làm cho tôi thành công quyến rũ đàn ông thì thêm 500 triệu. Đủ không? Một Thúy Lan rất hiểu, muốn để cho đám đàn ông mê cô, thì chỉ tìm đến kẻ chuyên làm đàn bà say đắm, cùng người có thể hiểu đàn ông. Mà hai người trước mặt này, loại đàn ông hay phụ nữ nào mà chưa gặp qua chứ? Bây giờ sao? Đương nhiên là đi theo tôi. Nhưng hội quán có quy định, không sao, tôi trả tiền cho họ, nói muốn hai người cùng tôi về nhà, phục vụ một tuần. Mà tiền phí của hai người, tôi cũng trả riêng. Mộc Thúy Lan vung tay không tiếc. Sau khi cô ta phẫu thuật, đồng ý giúp thẩm thanh hương thì cô ta lại quay về thời kỳ đỉnh cao, tiền tiêu không hết, vài tỷ với cô ta không vấn đề. Cả hai người kia không vấn đề, có tiền tại sao không làm chứ? Cuống hồ còn không có lao động, cật lực nha vừa lúc bọn họ lên xe chuẩn bị về lại biệt thự ngoại ô của thẩm gia, một gã đàn ông toàn thân quần áo không nguyên vẹn lao lên xe họ. Anh là ai? Xuống xe. Tài xế chu với hành động đưa kỹ nam kỹ nữ vào xe về biệt thự của Mộc Thúy Lan đã phản cảm vô cùng. Từ khi nào tiểu thư gia tộc lại cần hạng người này chỉ bảo chứ, nhưng khi xin ý kiến của phu nhân, thì bà cười nói Mộc Thúy Lan kia ít nhất khá biết điều, làm theo cô ta. Ông đành nhịn xuống, giờ lại thêm một gã giờ bẩn từ đâu chạy vào xe, càng là nơi ông ta chút giận. Xin mọi người, cho tôi đi đi, tôi có tiền, tôi sẽ trả, bao nhiêu cũng trả. Tôi bị hại, làm ơn. Gã đàn ông van xin, ánh mắt sợ hãi, mà bên kia đường một đám lực lưỡng đã chạy tới. Đi đi, nhưng, tôi nói đi đi, dù gì thêm một kẻ nữa giúp tôi không tốt sao. Tài xế chu hết khách cũng đành lái xe đi. Cảm ơn. Anh tên gì? mộc thúy lan nhìn dáng vẻ người này cảm thấy hắn ta có lẽ là kỹ nam không nghe lời bị hành hạ thảm hại mới như thế cô ta cũng không có ý tốt gì mà cứu người cả chỉ là khi gã đàn ông này cầu xin có cầm ra một chiếc thẻ đen tuy mộc thúy lan không biết chiếc thẻ kia thuộc vinh gia nhưng cũng nhìn ra giá trị của chiếc thẻ này không nhỏ thứ cô ta cần chính là khoản tiền trong đó trình vũ giọng nói hơi lúng túng của hắn làm cho mộc thúy lan thoải mái hơn cô ta càng có cảm giác thành tựu, nhắm mắt lại, cô ta cảm nhận bản thân có thể bước lên vinh quang. Một đám người này một tuần hơn ở trong biệt thự thẩm ra cũng không ra ngoài. Mà Mộc Thúy Lan cũng nhờ vào một tuần này, mà tương lai sau này của cô ta bước vào con đường làm tình nhân giới chính trị. Được mọi người mệnh danh là Kiều Nữ Thành Phố. Cũng trong một tuần này, Hồ Cửu đã tra được nhiều tin tức khá hay ho, còn có tung tích liêm ra. Hữu thủ, bên ban chính trị yêu cầu gì? hồ cửu đọc hết thông tin vừa nhận được thì lại hỏi bọn họ muốn vinh gia vào nội các còn có danh tính người kia cha ra rồi tuy thẩm thanh hương làm việc khá kín đáo nhưng cuối cùng vẫn có sơ hở người kia chính là mộc thúy lan mà mộc gia cũng nhờ nguồn vốn của thẩm gia phất lên ở thành phố gia theo đà này thì ba năm tới họ sẽ lại lấy lại vị trí hiếu thủ dành mạch báo cáo ồ cô gái này không tệ đi có thể leo lên đây cũng quá khó cho cô ta rồi. hồ cửu nghe vậy cũng khá ngạc nhiên. một quý lan vậy mà phẫu thuật thẩm mỹ, còn theo thẩm gia. chuyện hay hơn rồi đấy. anh cảm thán. nhưng mà, hữu thủ hơi ngập ngừng. dạo này bên hồ gia cũng không có gì, chỉ có hồ lâm một lần gặp riêng thẩm lương. cũng không biết họ nói gì. nhưng mà sau đó vài ngày, thẩm lượng cùng hồ lâm dường như đã thành thỏa thuận gì đó. hồ lâm được thẩm gia viện cứ mời đến thôn trang tham quan thực chất là đi về phía đông. Ồ, hồ lâm vậy mà để lại hồ ra sao? Để lại hồ ra? hiếu thủ không hiểu. Đi về phía đông, dù là gia tộc nào về đó xem như sẽ không còn liên quan chính trị phía bắc. Mà hồ lâm đi một mình, hồ ra bên này còn chưa giải quyết xong. Xem ra ông ta từ bỏ hồ ra rồi. Nghe được tin tức này, hồ cửu nhanh chóng nhìn ra ý đồ của hồ lâm. Vậy, chúng ta cần làm gì? hiếu thủ lên tiếng bắt ông ta về lại đây cho tôi. Năm đó, mẹ tôi làm sao chết, tôi còn chưa hỏi rõ ai cho ông ta đi chứ. Giọng nói của Hồ Cửu trở nên trầm hơn. Ánh mắt nghiêm túc nhìn tờ giấy trước mặt, chương 155, Bạch Thố là ai? Thật ra với Hồ Gia thì Hồ Cửu đã lạnh tâm, nhìn những tư liệu lấy được từ năm đó, Hồ Cửu cảm nhận được mẹ anh Hồ Thúy đã chịu những giày vò gì. Chỉ là, cha anh là ai? Tùy bề ngoài Hồ Cửu cũng không quan tâm, nhưng thâm tâm anh cũng muốn biết chuyện qua nhiều năm tư liệu chắp phá thực sự không có manh mối nào năm đó hồ gia ép mẹ tôi bỏ lại tôi cậu nói xem bà có tình cảm với tôi không hồ cửu đọc hết tư liệu trên bàn rồi chợt hỏi nhìn vẻ mặt hồ cửu hữu thủ cũng không biết nói sao hồ gia không chi thứ không người thừa kế nào ngoài hồ tiêu đứa con ngoài giá thú của hồ bách nhân vẫn còn quá nhỏ cậu xem mẹ tôi là người làm ra mọi chuyện này đây là cách bà trả thù họ hay bà thực sự muốn dọn đường cho tôi quay về hồ cửu vẫn mơ hồ không dám nghĩ năm đó là mẹ anh vốn dĩ hứa hôn cùng thẩm gia trước hôn sự một tháng bị hại mang thai còn sau khi đẻ anh bị tai nạn hồ ra tung tin bên ngoài rằng bà đã chết thực sự là chưa sau đó giam cầm bà khiến bà uất ức mà tự tử mẹ anh đã chịu đau khổ bao nhiêu chứ mẹ thương anh chứ anh là kết quả của sự hãm hại mà ra anh hồ chuyện này quan trọng sao hữu thủ thở dài nói hồ cửu trật tự vấn bản thân bao năm qua anh một mình lăn lộn một mình chống đỡ vốn dĩ đã không có người thân không có ai bên cạnh anh từ vũng bùn bị người trà đạp mà ngoi dậy cần gì nữa sao thật ra tôi không cần nhưng mẹ tôi là bị hãm hại dù sao cũng nên đòi công đạo cho bà chứ đúng không còn có Vinh ra cùng thẩm ra nội bộ có vấn đề, cần xem cho rõ, dù sao thanh trừng cũng nên thanh trừng kẻ xấu. Người có thể dùng, cứ để lại. Hồ Cửu nói xong thì muốn đi ra ngoài. Nghe vậy hữu thủ cũng gật đầu, định đi theo Hồ Cửu. Cậu Hồ Cửu, đến giờ cơm rồi. Di thẩm vui vẻ đến, vừa lúc cả hai cùng đi ra khỏi phòng. Di thẩm à, vất vả rồi. Hữu thủ cười tít mắt. Không không, không vất vả, đây là câu thật tâm của dì thẩm. Cháu gì đã tốt hơn rồi, có lẽ hết tháng này có thể xuất viện, hay cho thằng bé ở đây đi. Hồ cửu nói, bình thường anh sẽ không làm ra quyết định này, chỉ là anh cảm thấy đứa bé kia khá đáng thương, cha mẹ đều không còn, cũng như anh vậy. Chỉ là cậu bé may mắn hơn anh, có một người bà vì cậu mà đánh đổi. Không không, tôi không dám làm phiền cậu. Dì thẩm xua xua tay. Những người ở đây ai cũng tốt. Dù sao thì gì cũng ở đây thường xuyên, gì thầm cùng cháu trai ở đây cũng tốt, tiện chăm sóc nhau. Hồ Cửu chân thành nói, mà điều này làm cho Hiếu Thủ vô cùng bất ngờ. Trước giờ Hồ Cửu không phải là lạnh nhạt, chỉ là nhiều chuyện Hồ Cửu không muốn bị làm phiền. Kể cả bạch thố cũng là trong hoàn cảnh bắt buộc mới có thể đưa về núi hàng, mất một khoảng thời gian khá lâu, Hồ Cửu mới tạm chấp nhận bạch thố. Nhưng mà quyết định vậy đi. Nói xong Hồ Cửu đến phòng ăn cũng không cho dì thẩm có cơ hội từ chối trong lòng dì thẩm vô cùng vui mừng xem như là bọn họ khổ tận cam lai có thể gặp được quý nhân tốt như vậy bà tự hứa với lòng sẽ làm tốt mọi chuyện không để mọi người ở đây chịu thiệt gì cả anh hồ cửu anh làm xong rồi sao xem này vừa nói bạch thố vừa mang các đĩa đồ ăn ra vô cùng thơm và hấp dẫn hôm nay còn có bánh quy dì thẩm lát đem vào viện cho cháu trai nhé cứ để cháu làm là được sao thế được chứ được được cháu nói được là được bạch thố cười rạng rỡ gương mặt thiện lương càng làm hữu thủ tin tưởng đây chính là người hợp với hồ cửu anh hồ cửu xem đi bạch tiểu thư thiện lương như thế không hiểu là anh cần gì nữa chứ hữu thủ thay bạch thố nói chuyện cậu có vẻ nhiều chuyện hơn nhỉ hồ cửu bắt đầu ăn ánh mắt liếc nhìn hữu thủ có vẻ cảnh cáo nhìn anh như vậy hữu thủ cũng im miệng lại ăn nào kẻo đồ ăn nguội bạch thố cười tươi nói cô biết bản thân muốn bước vào tâm hồ cửu cần có thời gian cùng sự kiên trì không thể nôn nóng quá được lúc sáng em dọn phòng làm việc của tôi hồ cửu thuận miệng hỏi đúng vậy có chuyện gì ạ à? hay em lại làm sai gì bạch thố hơi chột dạ quả thực sáng nay cô có vào phòng anh dọn dẹp còn là thăm dò thông tin khác chỉ là ngoài những thứ bình thường còn lại thứ cô cần tìm đều không thấy Thông tin gì đó cũng không có. Đây có phải là quá cẩn thận hay cô tìm sai chỗ? Hay bị phát hiện? Bạch Thố hơi căng thẳng. Anh Hồ Cửu, không nên dọa người ta, người ta giúp anh gọn gàng mà thôi. Hữu Thủ thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Thố lại vô cùng thương cảm. Tôi đã nói câu nào sao? Anh liếc mắt nhìn Hữu Thủ. Lần sau không cần dọn ở đó, bất tiện. Nói xong Hồ Cửu lại ăn tiếp như chưa có chuyện gì anh nói quá ngắn gọn, mà Bạch Thố lo lắng không thôi, cô không rõ lắm mình có làm gì khiến anh nghi ngờ không. Nếu không sao anh lại hỏi đến chứ? Xem ra cần cẩn thận hơn. Bạch Thố quả thật diễn rất tròn vai, ngay từ đầu hình tượng của cô vô cùng tốt, luôn là lo lắng, ngây thơ sợ hãi. Cho nên khi cô thực sự lo lắng hồi hộp, thực sự cũng không có sơ hở. Sau khi ăn cơm xong, Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đi khỏi, dì Thẩm dưới sự thuyết phục của Bạch Thố cũng đến bệnh viện đây là lúc bạch thố có thể hành động dễ dàng bạch thố thành thục kết nối với đầu dây bên kia ngài tuệ anh nói xem hồ cửu có thể giấu những thứ đó ở đâu giọng nói của cô có chút gấp gáp nếu thực sự đã tìm kỹ không có cô nên xem trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc có cơ quan gì đó không chẳng phải các gia tộc ở phương bắc luôn dùng cách này sao bạch thố nghe theo nhanh chóng lần mò gõ gõ xung quanh muốn tìm ra điểm khác thường nào đó audio điện tử võ tấn bền. Chương 156, sơ hở. Bạch Thố dù cố gắng nhưng vẫn không có cách nào tìm ra điểm khác thường. Cô không tin hồ cửu có thể giấu những thứ đó kỹ càng như vậy. Không có bất thường, Bạch Thố thất vọng nói. Nếu có cơ hội, thử vào phòng ngủ xem sao. Ngài Tuệ đầu dây bên kia lên tiếng. Rất khó, tôi làm cách nào chứ? Bạch tiểu thư xinh đẹp động lòng, hắn không mảy may gì sao? giọng nói diễu cợt của người đàn ông trẻ kia làm cho Bạch Thố khó chịu. Rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ là của tôi, cho nên Ngài Tuệ cũng không nên quá lo lắng. Bạch Thố nghiêm giọng nói, dù là đang làm nhiệm vụ nhưng Bạch Thố lại không tiết lộ thân phận Long Chủ cho người bên kia biết. Bọn họ chỉ biết Hồ Cửu chính là chiến thần, màn giả mạo vừa rồi chính là muốn Hồ Cửu công khai thân phận, hoặc chỉ ít đã kích chiến thần thật, để anh nhanh chóng đến cánh cửa, truyền thuyết kia. Chỉ là không ngờ, định lực của chiến thần không hề tầm thường tôi không lo lắng người lo lắng là cô mới đúng nếu là người phụ nữ của anh ta cô còn phải tìm kiếm như thế này sao giọng bất mãn của người đàn ông vô tình đả kích bạch thố cô không nói gì nhưng lòng hạ quyết tâm trước sau sau gì cũng sẽ bước vào tâm hồ cửu nhưng có chuyện cô không hiểu được lúc ở núi hàng rõ ràng cô đã tiến gần tới anh hơn dù anh không có tình cảm gì cả nhưng vẫn có chút thiên vị cô vậy mà dạo gần đây không biết tại sao anh đối với bạch thố cùng lắm chỉ là có sự thiên vị như túc trì hữu thủ không hơn không kém cô quả thực hơi sốt ruột vẫn không có gì cô nên ra ngoài đi dù sao cô không thể cứ thế ở đó lâu được không cẩn thận sẽ bại lộ ngài tuệ nghiêm túc nói được rồi bạch thố cũng biết cần làm gì tìm cơ hội vào phòng ngủ kiểm tra đi ngài tuệ nhắc nhở cô bạch thố đồng ý cũng tắt máy chỉ là cô không biết khi ra khỏi phòng cô vô tình xê dịch một cuốn sách cuốn sách này lệch đi tuy nhìn tổng thể không thể có gì khác nếu người bình thường nhìn vào sẽ thấy quá bình thường chỉ là hồ cửu sẽ không như vậy bạch thố sau khi đi về phòng còn đang tìm cách làm sao chiếm lấy tâm hồ cửu thì lúc này hồ cửu đã có cuộc hẹn với vinh thúy hà lần này là cô vẫn chủ động mời anh tôi thật sự không phiền anh chứ vẫn ở quán cũ Vinh Thúy Hà hơi ngại ngùng nói. Cô không biết tại sao, nhưng với người đàn ông này cô có cảm giác vô cùng tin tưởng. Anh Hồ Cửu, tôi, có chuyện muốn hỏi ý kiến anh một chút. Tôi biết, chúng ta mới quen nhau, nhưng quả thực tôi có cảm giác tin tưởng ở anh, tôi thực sự không biết nói cùng ai. Tôi, Vinh Thúy Hà sợ Hồ Cửu cho rằng cô quá hoang đường, vội giải thích, gương mặt ửng đỏ, vô cùng đáng yêu. Hồ Cửu có cảm giác khó tả, quả thực lâu lắm rồi, không có người nói tin tưởng anh mà hình ảnh hiện lên trong đầu anh lúc này chính là vợ cũ của anh lục thạc không sao nếu có thể giúp trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp cô hồ cửu cười rồi nói tuy anh không có sự ấm áp cũng không dùng lời quá hoa mỹ nhưng ở hồ cửu khi ngồi cùng vinh thúy hà vô cùng hài hòa anh có cảm giác thoải mái hơn như buông bỏ được mọi thứ nhất là dáng vẻ lúng túng của cô làm cho anh thấy khá đáng yêu Vinh gia dòng chính hiện tại đang muốn vào nội các, mà bọn họ, ép tôi, nhưng tôi không muốn, tôi nên làm gì. Cô ấp úng cũng không nói ra được hai chữ, nhân tình, Vinh gia quả thực không muốn thua kém trần ra bên kia. Tìm mọi cách mà leo lên, bọn họ lại không ngại dùng Vinh Thúy Hà làm điều kiện. Vinh gia vẫn rất xem trọng cô. Hồ Cửu suy nghĩ rồi nói. Anh thấy vậy là xem trọng sao? Phụ nữ chỉ được xem trọng khi như thế thôi sao? Anh cũng nghĩ thế, vinh thúy hà bất ngờ tức giận cô không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy một phụ nữ dù tốt xấu gì sao lại được đánh giá như thế chứ tôi có lẽ tìm sai người vinh thúy hà định đứng lên hồ cửu theo quán tính chợt kéo tay cô lại giây phút này tay vinh thúy hà như có dòng điện chạy qua cô nhíu mày nhìn hồ cửu ánh mắt vô cùng tủi thân nhìn gương mặt vẫn có vẻ kiên quyết cô hiểu sai ý tôi anh cũng không nói nhiều một câu này làm vinh thúy hà bình tĩnh lại anh tôi xin lỗi là tôi biểu đạt chưa tốt hồ cửu cười xin lỗi quả thực anh không hề có ý này chỉ tại anh nói quá ngắn gọn làm cô hiểu sai ý anh đây là lỗi của anh nha dù sao làm phụ nữ tức giận cũng là điều không nên vậy ý anh là nhìn vẻ thành thật xin lỗi của anh vinh thúy hà phì cười cũng thoải mái hơn vinh gia là đang xem trọng cô chỉ cần cô làm họ không xem trọng nữa họ sẽ bỏ qua cô tôi vẫn không hiểu cô hơi mơ hồ ý không xem trọng nghĩa là gì cô cần làm sao thứ bọn người vinh ra dòng chính muốn là trao đổi tình quyền cô làm sao để mình thoát chứ dù tôi có lấy chồng thì họ vẫn có cách khiến tôi làm nhân tình cho đám người quyền thế kia nếu bạn trai hay người tình của cô có chức vị cao hơn bọn họ thì sao hồ cửu cười nói ý anh là ngài tuệ hôm trước cô chợt nhớ ra vậy có khác gì đâu chứ khác chứ một bên là tình nhân một bên là bạn gái chính thức là người yêu danh chính ngôn thuận hoàn toàn khác nhau hồ cửu kiên chỉ giải thích nhưng mà ngài ấy chịu sao huống hồ tôi giúp cô tại sao anh lại giúp tôi chứ vinh thúy hà cúi đầu ngượng ngùng nói với lại tôi sợ nếu ngài ấy đồng ý sẽ không làm gì tôi chứ chỉ là giả vờ tôi cam đoan xong việc thì cùng lắm là không hợp chia tay cô cũng không tổn hại gì người chủ động chia tay là cô càng danh giá hơn nhiều hồ cửu lại lần nữa nhấn mạnh nhưng tại sao xem như là nhân duyên đi nhìn dáng vẻ của vinh thúy hà thật ra anh cũng không có ý định nhúng tay vào cái vòng lẩn quẩn này chỉ là tôi tin anh chỉ cần không phải thực sự lăn lộn với mấy lão già kia tổn hại danh tiếng thì có làm sao vinh thúy hà quyết tâm nhìn cô như vậy hồ cửu cũng bật cười anh không ngờ cô gái này là có mặt dễ thương như vậy. Điều làm anh có thể đồng ý giúp cô, có lẽ là chữ tin tưởng kia của cô. Mà lúc này, không rõ là vô tình hay cố ý, cũng có thể ông trời thích trêu người. Khi hai người vừa rời đi, hồ cửu lại gặp phải hồ tiêu. Bên cạnh còn có thẩm lương, xem ra là đang bàn luận gì đó. Hồ cửu, mày ở đây, hồ tiêu nghiến răng mà nói. mươi 157, bắt đầu nghi ngờ thật ra hồ tiêu sau nhiều lần bị hồ cửu dạy dỗ cũng không dám vênh mặt nữa chỉ là bên cạnh hắn bây giờ còn có thẩm lương hắn cho rằng thẩm lương luôn luôn bảo vệ hồ ra vì vậy hắn đứng sau lưng thẩm lương mà lên giọng cũng không có vấn đề gì cả hồ cửu cảm thấy tên hồ tiêu này quả thật là mãi không cải sửa được thẩm lương nhìn thấy hồ cửu thì cũng nhíu mày cảm giác nhân duyên vô cùng kém hồ thiếu tốt nhất là không nên nói những lời như vậy tôi ở đâu làm gì như thế nào còn cần anh quản sao hồ cửu nhếch mép cười rồi nói chàng trai trẻ cậu vẫn ngông cuồng như vậy có lẽ ỉ vào một chút năng lực của mình lại cho rằng một tay có thể che trời rồi sao thẩm lương cũng không thoải mái với thái độ của hồ cửu ông cho rằng dù gì hồ tiêu cũng là hồ thiếu thuộc gia tộc lớn cậu vẫn nên chú ý thái độ của mình một chút đi thì hơn nhìn hồ cửu vẫn không có biểu hiện gì hắn càng khó chịu thẩm giáo ý phải không thảo nào hồ gia nhắc đến tên ông thì tôi lại thấy quen thuộc tới vậy thì ra là một thẩm giáo úy mà thôi vậy thẩm giáo úy đây có tư cách gì nói tôi đừng ngung cuồng tại sao không nói với người hồ gia nên biết điều một chút có khi họ sẽ sống lâu hơn một chút nói xong lời này hồ cửu nhìn sang hồ tiêu với ánh mắt mỉa mai sau đó tiếp tục đi ngang qua người họ thẩm lương vô cùng bất ngờ hắn không hiểu làm sao anh có thể biết được thân phận của mình chợt nghĩ lại việc thẩm lương giáo ý không phải chỉ có vài người biết để tâm một chút cũng có thể biết rồi trong lòng thẩm lương nghi ngờ một chút cái hôm đại tướng hữu thủ tới hồ ra sau đó thì lại bỏ đi không lẽ nào lại trùng hợp như vậy không lẽ đại tướng hữu thủ tới là vì chàng trai này nếu như vậy hắn có thân phận gì chứ hồ tiêu thấy thẩm lương không nói gì nên cũng không dám lên tiếng chỉ rụt người ở sau lưng hắn nhìn lên ngài thẩm trưởng lão hồ gia là bị hắn ta hại bị thương ông ấy đã nói phải bắt tên này quỳ mà xin lỗi ngài thẩm xem đây có phải là vừa kịp lúc tuy thẩm lương không thích sự ngông cuồng của hồ cửu nhưng cũng không thích hành vi của hồ gia từ khi nào tôi làm việc lại để người khác dậy vậy hắn nghiêm giọng nói với hồ tiêu ngài thẩm tôi không dám chỉ là hồ tiêu nghe giọng thẩm lương vô cùng uy nghiêm thì vô cùng sợ hãi cũng không dám nói tiếp đi thôi thẩm lương nói xong thì đi thẳng. Bây giờ hắn cũng hiểu phần nào tại sao Hồ Lâm lại muốn đạt thành điều kiện với hắn như vậy, quả thật Hồ ra ngoài Hồ Lâm ra đã không còn ai có thể gánh vác được. Nhưng tại sao Hồ Lâm lại không có con, không có gia đình? Mà chuyện của Hồ Thúy năm đó thì có liên quan gì chứ? Sau khi Thẩm Lương gặp Hồ Lâm thì hắn cũng để cho người âm thầm điều tra, quả thật Thẩm Thanh Hương có dính dáng đến sự việc năm đó chỉ là bao lâu nay hắn hận người phụ nữ ấy vậy mà lại hận sai rồi còn thẩm thanh hương làm sao hắn có thể hận được sau khi rời khỏi hồ cửu nhanh chóng về lại căn cứ của mình gần đây anh cũng không muốn ra ngoài nhiều thật sự chỉ muốn ở lại căn cứ dù sao mọi thứ đã có người sắp xếp anh cũng không cần nhúng tay quá nhiều việc của anh chính là giữ vững thế giới ngầm giữ vững địa vị long chủ của mình mà thâu tóm thế lực của gia tộc bí ẩn chính là mấu chốt hiện tại khi anh về tới thì đã thấy bạch thố cười tươi chào đón anh ngoài ra cô cũng đã chuẩn bị nước chanh mát lạnh cùng một ít bánh ngọt anh hồ cửu anh về rồi em vừa mới làm xong anh đi cho nóng bạch thố cười tươi sau đó để đĩa bánh về phía hồ cửu hồ cửu nhìn thấy bạch thố thì trong lòng cũng có chút gì đó suy nghĩ nếu có thời gian em cũng nên ra ngoài một chút dù sao ở phương bắc cũng là nơi khí thịnh rất nhiều khu du lịch cùng khu thương mại nổi tiếng em cũng có thể thử xem sao nói xong hồ cửu cũng cắn thử một miếng bánh em cảm thấy chỉ cần ở đây có anh là đủ rồi em cũng không muốn đi đâu cả dù sao thì có đi đâu cũng nói đến đây bạch thố cúi đầu xuống nhìn xuống nền đất cảm giác như cô mong chờ một điều gì đó tôi đã từng nói rõ với em rồi tôi có thể cho em một đời vô lo vô nghĩ cũng có thể đảm bảo sự an toàn của em cùng bạch gia nhưng chỉ có thế thôi tôi không thể cho thêm điều gì cả hồ cửu nghiêm nghị nói anh thật sự muốn bạch thố hiểu rõ không muốn cô đặt quá nhiều hy vọng lên người anh anh không muốn cô đánh đổi quá nhiều thanh xuân vào bản thân mình dù sao cô cũng đang trong thời kỳ đẹp nhất của thiếu nữ nếu có thể tìm được người phù hợp vẫn là tốt nhất anh hồ cửu em hiểu mà em thật sự không đòi hỏi gì cả chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi ánh mắt bạch thố như sắp khóc tôi chỉ không muốn thiệt thòi cho em mà thôi nếu như em tìm được người nào đó phù hợp thì cũng có thể nói với tôi hồ cửu nói xong thì không nhìn tới bạch thố nữa trong lòng anh vô cùng áy náy với tình cảm của cô gái này bạch thố vẫn đứng đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hồ cửu trong một phút nào đó đấy mắt cô hiện lên tia sáng hồ cửu chiến thần thì sao chứ sẽ có ngày tôi làm anh phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tình yêu của tôi nói xong bạch thố quay lưng đi về phía bếp hồ cửu về phòng của mình ban đầu anh không nhận ra gì cả nhưng sau khi ngồi vào ghế anh chợt thấy các góc của các cuốn sách bị di chuyển. Thật ra điều này cũng không có gì đặc biệt, nếu như có người vào dọn dẹp phòng thì việc xê dịch cuốn sách cũng không có vấn đề. Nhưng chính vì sự xê dịch nhỏ này anh quan sát xung quanh cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó anh đứng giữa phòng là một loạt động tác thủ ấn, giữa phòng tạo ra một kết giới hình bát giác, sau đó ở giữa hình bát giác hiện lên một tia sáng màu tím. Từ khi nào mà trong căn cứ của tôi lại có chuột vậy chứ? Hộ cửu tự thì thầm với bản thân sau đó nhíu mày nhìn bốn góc xung quanh. Trong lòng anh giấy lên nghi ngờ, lại nhìn về phía cửa anh có cảm giác như bản thân đã quá dễ dãi. Mà Bạch Thố lúc này cũng không ngờ chỉ vì sơ suất nhỏ của mình đã tạo nên một sự hiềm nghi rất lớn cho bản thân. Mãi mãi chọn nhầm phe chính là ân hận cả đời của Bạch Thố. Hồ Cửu nhanh chóng dùng số điện thoại khẩn cấp. Nhanh tập hợp, có chuyện. chương 158, thay đổi kế hoạch. Những người ở đầu dây phía bên kia vô cùng hoang mang, khi Long Chủ sử dụng số điện thoại này để tập hợp, thì chứng tỏ đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vừa lúc này Thanh Ngũ từ phía đông đã phát tin tới báo, gia tộc bí ẩn đã bắt đầu hành động, họ tạo ra một loạt hành động ngầm bí ẩn mà Thanh Ngũ không thể nào nắm bắt được. Quá trùng hợp rồi, hồ cửu bên này phát hiện có chuột, bên phía đông lại có động. Tuy nhiên chưa dừng ở đó, khi mọi người tập hợp về căn cứ Bạch Thố lại cảm thấy có gì đó bất thường nhưng cô không thể nào đi lên được. Nếu như bây giờ của Tiến lại gần phòng làm việc, thì sẽ tạo ra hiệu ứng không tốt. Bạch Thố suy nghĩ tìm cách tiếp cận, vẫn chưa hiểu làm thế nào để Tiến gần đến. Sau hồi suy nghĩ, cô đành phải chờ đợi. Vừa lúc này dì thẩm đã về, mà Bạch Thố chợt lóe lên tia tính toán, cô không nói cho dì thẩm biết chuyện đám người hồ cửu đang họp kín. Dì thẩm là người vô cùng hiểu ý, cho nên lúc bình thường chỉ cần Hồ Cửu làm việc bà đều sẽ không đi vào trong. Cô Bạch, may mà có cô. Bà còn không quên đưa cho cô một túi trái cây tươi. Không sao, dì đừng khách sáo như thế. Dì thắm chỉ cho rằng Hồ Cửu cùng mọi người hội họp mà thôi, nên bà pha trà rót nước sau đó tự mình mang lên phòng làm việc của Hồ Cửu. Các cậu nâng cao cảnh giác một chút, nếu như tôi đoán không nhầm, ở chỗ chúng ta có một con chuột. Có chuột, thật sao? Long chủ nói thật chứ. Hiếu thủ ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nghĩ tôi đùa với cậu sao? Túc chỉ nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn họ và sinh ra từ bao nhiêu lâu nay chắc chắn những người này không thể là chuột trong lời hồ cửu. Những người sau này thu nạp về thì hầu như không có lý do gì để làm vậy. Quan trọng là bọn họ không thể vào đây. Vậy thì nghi vấn chỉ còn lại. Lúc này dì Thẩm đẩy cửa vào, bà vô cùng bất ngờ khi thấy trong phòng có quá nhiều người tôi 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 xin lỗi tôi không biết mọi người đang học tôi cứ nghĩ không sao gì ra ngoài đi hồ cửu trầm giọng nói lão lý nhíu mày nhìn theo gì thầm cảm thấy có gì đó không đúng long chủ người có cho rằng người đàn bà kia có nghi vấn không mọi người nghe lời nói của lão lý cũng có chút suy nghĩ bà ta từ hồ ra ở đây từ khi có bà ta mọi thứ đều gọn gàng chỉ có bà ấy mới là người thực hiện việc dọn dẹp đi ra đi vào các phòng được mà thôi. Túc Trì suy nghĩ thấy lời phân tích này của lão Lý vô cùng có lý. Đúng vậy, dì thẩm này rất có hiểm nghi, nhưng cũng không loại trừ khả năng là người khác. Thật ra Hiếu thủ cùng Túc Trì cảm thấy dì thẩm này tuy có hiểm nghi nhưng linh cảm của bọn họ mách bảo, chuyện này với dì thẩm không hề liên quan gì. Bà ta có một đứa cháu bị bệnh nặng, qua điều tra thì gì ấy cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi cảm thấy gì ấy không phải kẻ tình nghi duy nhất. Hiếu thủ đứng ra bảo vệ gì Thẩm? Các người không thấy gì Thẩm xuất hiện đúng lúc quá sao? Nếu nói đến gì Thẩm thì vẫn còn một người đáng nghi. Hồ Cửu cười cười rồi nói, nhưng ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. Mọi người đều nghe hiểu, chỉ có Túc Chỉ cùng Hiếu thủ nhìn nhau có cùng suy nghĩ, bọn họ không tin điều mà Hồ Cửu đang nghĩ. Nếu ngài là nói Bạch Tiểu Thư thì không thể nào. Đúng vậy, cô ấy có tình cảm thế nào với ngài chứ làm sao có thể làm chuyện bất lợi với ngài được hồ cửu không nói gì chỉ nhíu mày nhìn bọn họ hai cậu không cảm thấy cô ta đáng nghi nhưng tôi thì có ai cũng có thể chỉ có bạch tiểu thư là không thể giọng nói này là của túc trì mọi người nhìn anh vô cùng ngạc nhiên tại sao lại là túc trì bình thường người được mệnh danh bà tám chính là hữu thủ mà người luôn bênh vực bạch thố cũng là hữu thủ vì sao hiện tại lại là túc trì lên tiếng túc trì cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình hơi cảm thấy ngượng ngùng mọi người xem đi bạch thố chỉ là một cô gái vô cùng thuần khiết cô ấy làm sao có thể nghĩ ra được những thứ này chứ cuống hồ với tình cảm của bạch thố dành cho lòng chủ tôi không cho rằng bạch thố lại làm ra những chuyện này nếu bạch thố là chuột thì là chuột của ai chứ của bạch gia túc trì kiên quyết không tin bạch thố là nội gián túc trì à cậu có vẻ hiểu bạch thố quá nhỉ. Hồ Cửu nhíu mày xoáy sâu vào ánh mắt của Túc Trì, nhận ra được dường như anh ta có tình cảm gì đó khác biệt đối với bạch thố. Các người yên tâm trong phòng này đã có kết giới, không chỉ ở phòng này mà những phòng khác đều có. Chỉ cần kẻ đó tiếp tục ra tay chúng ta sẽ biết được đó là ai mà thôi. Hồ Cửu nhìn mọi người, cảm thấy không nên tranh cãi. Vì vậy, mỗi bước làm việc sau này của mọi người cần cẩn thận, cho đến khi chưa biết đối phương là ai, chúng ta càng cần cẩn thận hơn nói xong hồ cửu để cho mọi người rời đi cũng sắp xếp lại một chút thay đổi so với kế hoạch ban đầu tôi có một lời nhắc nhở với các cậu khi túc trì chuẩn bị đi ra thì hồ cửu gọi anh lại dù ai là chuột là nội gián hay là kẻ phản bội tôi không quan tâm điều tôi quan tâm là những người bên cạnh tôi phải sáng suốt đừng cư xử theo tình cảm những lúc cư xử theo tình cảm thì nó sẽ hại các cậu mà người của tôi tuyệt đối không nên vì tình cảm mà bị hại, nếu có chết là chết ở chiến trường chết bởi tranh đấu không phải chết những thứ viển vông đó. Nhớ kỹ lời tôi nói. Túc trì chợt chuột dạ anh ta cảm giác dường như bản thân quá mức cảm tính. Nghĩ đi nghĩ lại quả thật gì thầm không thể nào có thực lực hay có thể có đủ năng lực làm điều đó, bởi vì cháu trai bà ta bị đau là thật. Hồ Cửu cũng chỉ tình cờ cứu giúp bà ta mà thôi nhưng Bạch Thố thì lại khác. Chỉ là trong lòng anh như có một khởi niệm khác anh ta tuy lý trí nghĩ được như vậy, nhưng có một giọng nói nào đó muốn thuyết phục anh ta rằng Bạch Thố không phải người như vậy. Khi mọi người đã đi cả rồi anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Túc Chỉ cậu nên tôi xem lại tâm mình đi, có đôi khi người không ra tâm mình không phải là tôi mà là cậu đó. Nói xong Hồ Cửu cũng đi ra ngoài chỉ còn lại Túc Chỉ đứng ở một mình ở trong phòng. Hồ Cửu sau khi ra khỏi phòng chợt phát hiện có một ấn ký phát sáng màu đỏ. Thuật chú tâm, chương 159, chiến thần lộ diện. Hồ cửu nhiều ngày không đi ra ngoài, bởi vì anh biết trong chốc lát người kia cũng sẽ không vào phòng anh để lục lọi gì đó. Thật ra thâm tâm anh thừa biết bọn họ muốn tìm thứ gì, chẳng qua là bọn họ không ngờ tới quân nhân như anh đều sẽ không cắt những thứ đó ở trong phòng. Gì thầm à cháu trai của gì thế nào rồi? Đón về được rồi chứ? Bà thấy chủ nhân lại quan tâm tình hình của mình, thì vô cùng vui vẻ, cảm giác như đã tìm đúng người đều tốt cả. Thằng bé còn đếm ngày ra viện, nói gặp cậu cảm ơn. Thật sự tôi rất biết ơn cậu, nếu không có cậu. Nói đến đây Dì Thẩm rưng rưng nước mắt cũng không biết nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình. Dì Thẩm đừng như vậy, đó xem như phúc lợi của tôi đi. Dù sao gì cũng là người có tâm với việc, làm tốt việc của mình là được. Vâng, vâng, chỉ cần là những gì cậu chủ cần tôi sẽ làm tốt. Dì Thẩm gật gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Sau này phải cố gắng làm tốt việc của mình. Sau này, khi chúng tôi học gì cùng những người khác không cần tới gần phòng của tôi. Hồ Cửu nhấp một ngụm nước rồi dặn dò. Chuyện này tôi biết, là hôm trước tôi không biết là cậu học cùng mọi người. Tôi xin lỗi. Dì thầm sợ rằng hôm đó đã gây chuyện gì đó nên vô cùng áy náy. Thật sự bà cũng biết trong các gia đình như thế này, chuyện học hay nghị sự tại phòng thì người làm sẽ không được lên. Điều này để tranh người làm là kẻ hai mang bán thông tin cho người khác, cũng là nhà ai cũng có bí mật khó nói. Mà dì thẩm làm lâu năm như thế, sao lại không biết điều này được chứ? Lúc trước ở Hồ Gia, ông chủ đều không cho phép lại gần các phòng riêng khi có khách, trừ khi được gọi. Nên tôi hiểu quy tắc này, sau này sẽ chú ý hơn. Hồ cử nghe dì thẩm nói vậy, trong đầu xẹt qua một luồng suy nghĩ. Hôm đó dì về, còn có ai sao? Có cô Bạch cô ấy tất bật chuẩn bị nấu ăn nên cũng quên báo tôi các cậu đang họp. Nghe gì thầm nói, Hồ Cửu cũng tinh ý nhận ra vấn đề. Chỉ là bản thân anh cũng như hiểu thủ cùng Túc Trì, đôi khi lý trí hiểu rõ, nhưng vẫn là muốn chính mắt thấy tai nghe, tự mình nhận định mới được xem là đúng. Gần đây tôi mệt mỏi, sẽ ở nhà lâu một chút để nghỉ ngơi. Dì cứ đưa cháu của dì về đây đi, cũng tiện chăm sóc, mà Bạch Thố cũng có người nói chuyện hồ cửu nói xong thì lại quay về phòng mà lúc này bạch thố cũng vừa hay đi xuống phòng anh hồ cửu anh không khỏe chỗ nào sao bạch thố quan tâm hỏi ánh mắt to tròn long lanh của cô vô cùng lo lắng cho anh cũng không hẳn nhưng có lẽ nhiều việc hơi mệt một chút vẻ mặt hồ cửu vô cùng mệt mỏi lại có chút tái nhợt tôi đi nghỉ một chút có việc hãy gọi tôi hồ cửu nói xong thì đi về phòng nghỉ ngơi bộ dạng suy yếu một chút làm cho bạch thố trong lòng có chút đau xót. Di thẩm có vẻ anh hồ cửu bị ốm rồi, nên nấu gì tẩm bổ cho anh ấy một chút đây. Thật tâm bạch thố vẫn rất lo cho hồ cửu. Trong hồ cửu còn bày ra một màn đau ốm nằm ở nhà tận hưởng giây phút thư thái trước báo, thì ở biệt thự ngoại ô thẩm ra, hai nữ hai nam ngày đêm hoan lạc. Tài xế chu có thể nói là có bất mãn mà không nói thành lời. Thẩm tiểu thư, cô xem nhiều ngày qua đã nắm bắt trọng điểm rồi chứ. Tiểu Diêu là lướt cười nhìn Mộc Thúy Lan. Bởi vì đây là biệt thự thẩm gia, mà Mộc Thúy Lan cũng không muốn bại lộ mình là ai, cho nên đành lấy danh là Thẩm Tiểu Thư. Mọi người đều gọi cô ta là Thẩm Tiểu Thư. Cũng xem như đã nắm bắt, chỉ là có một số tuyệt kỹ, vẫn là chưa luyện được. Vẻ mặt Mộc Thúy Lan vô cùng tiếc nuối, cứ như bỏ lỡ gì đó quý giá. Thẩm Tiểu Thư phải hiểu rõ, có những kỹ năng phải luyện theo năm tháng còn hiện tại chỉ có thể dùng những chiêu thức có thể gây đê mê mà thôi huy phát vừa mặc lại quần vừa chập lưỡi nói mà trình vũ trải qua nhiều lần bị hành hạ được mộc thúy lan đưa về đây xem như thoát khỏi địa ngục hắn ta khi biết được thân phận người cứu mình là thẩm tiểu thư thì trong lòng dâng lên một tia tính toán số tiền kia đã đưa hết cho thẩm tiểu thư cô xem tôi trình vũ bày ra bộ dạng đáng thương để được ở lại thẩm gia, hắn đã uống bảy tấc lưới, bịa ra một câu chuyện vô cùng bi thảm. Cả tiểu diêu cùng huy phát lăn lộn trong chốn bụi trần, vậy mà vẫn tin vào lời nói của trình vũ. Hắn vẽ ra một câu chuyện vô cùng cảm động, nào lại gia đình hắn là một gia đình khá giả ở thành phố gia. Vì bị chèn ép kinh doanh mà phải bôn bạ, lại bị người hại rơi vào chỗ kia, may là hắn bị đánh đập cũng không khuất phục, sau đó trốn được thì gặp một thúy lan tốt bụng giúp đỡ mà mộc thúy lan vì thấy hắn cùng cảnh ngộ với mình cho nên cũng để hắn ở lại số tiền kia tôi sẽ chỉ lấy một nửa còn lại anh giữ mà tìm đường làm ăn nói xong mộc thúy lan trả lại thẻ kia cho hắn nhìn thẻ đen này mộc thúy lan càng tin trình vũ nói thật vì chỉ ai có thân phận cao quý mới có thể giữ được chiếc thẻ này có lẽ số tiền này là số tiền còn lại của trình vũ cho nên cô cũng chỉ lấy đi một nửa mà điều quan trọng là qua mấy ngày tiếp xúc một Thúy Lan vậy mà có cảm tình với Trình Vũ. Phải nói Trình Vũ này quả thật có khả năng lừa đảo phụ nữ quá tốt rồi. Anh ta có thể giữ mình ở thiên đường xem như có bản lĩnh. Thẩm tiểu thư không biết đâu, cực hình ở đó chưa ai vượt qua. Tiểu Diêu nhìn Trình Vũ toàn thân là vết thương thì vô cùng bội phục. Mà Huy Phát thì không nghĩ vậy. Đều là đàn ông, chiêu thức kia của Trình Vũ chỉ lừa được phụ nữ mà thôi, sao qua mắt được đàn ông chứ. Cuống hồ giấu vết kia, còn không phải là lăn lộn cùng đàn ông mà có sao đàn ông với đàn ông lăn lộn sẽ rất khác với ái muội nam nữ cho nên tiểu diêu cùng mộc thúy lan không biết cũng là chuyện bình thường mấy ngày qua mộc thúy lan coi như đã học được một thân bản lĩnh trên giường mà để có được thì bọn họ ngày ngày chính là trên giường mà luyện tập không nói cũng biết loạn như thế nào kỹ thuật của anh khá tốt tôi sẽ thưởng thêm dù sao mai tôi cũng phải để các người về lại thiên đường tối này xem như, thoái mái nhé. Nói xong Mộc Thúy Lan nháy mắt nhìn Huy Phát. chương 160, thẩm tiểu thư là ai? Tuy ai cũng phân khích, nhưng Huy Phát lại khá ganh tị với tên trình vũ kia, dựa vào đâu mà hắn được ở lại. Huy Phát suy nghĩ, chỉ cần được thẩm tiểu thư bao nuôi, có phải hắn cũng có thể kiếm được một chút, sau đó tự thân ra khỏi hội quán thiên đường kia. Mà trình vũ dựa vào ba tắc lưới của mình, cũng khiến cho Mộc Thúy Lan có lòng tin hơn vào mình ai bảo hắn có thẻ đen kia chứ không nói cũng biết tối đó bọn họ có bao nhiêu điên cuồng trình vũ có lẽ qua thời gian bị hành hạ cũng trở nên biến thái hơn nhưng lại rất biết cách che giấu sáng hôm sau một thúy lan đã chuẩn bị cho tiểu diêu cùng huy phát một chiếc taxi cùng một số tiền lớn xem như là công của các người chỉ cần tôi đạt được mục đích cũng sẽ không quên cả hai nói xong cô ả à đỏng đảnh bỏ đi mặc kệ hai người kia vẫn chưa lên xe mà sau nhiều ngày nhúa mùi tình ái lại là cố tâm học hỏi cho nên dáng vẻ của cô ta bây giờ ngoại kiều nghị quyến rũ còn có sự cuốn hút đặc biệt một sự cuốn hút chỉ những kẻ tham dục mới nhận ra anh có thể ở đây chứ Trình Vũ vẻ mặt mong chờ hỏi Mộc Thúy Lan anh Trình này anh nên tìm một nơi khác cô ta nhìn xung quanh sau đó dùng ánh mắt gợi tình mà nói với Trình Vũ ban đầu Trình Vũ chưa hiểu ý của Mộc Thúy Lan cho rằng cô là đang muốn đuổi anh đi mà Mộc Thúy Lan sau khi trải qua nhiều ngày hoang đường, tự tin cho rằng bản thân đã đủ sức quyến rũ bất cứ tên đàn ông nào, cho nên cũng không mấy ngần ngại. Ở đây quá lộ liếu, cũng nên tìm một chỗ tôi cùng anh tới lui được mà không bị ai phát hiện. Nói xong cô ta nở nụ cười quyến rũ, xoay người đi vào biệt thự. Nhớ gửi địa chỉ cho tôi. Cô ta còn không quên bỏ lại một câu. Trình Vũ sau khi nghe câu cuối chợt hiểu ra. Dù gì thẩm tiểu thư cũng là người của gia tộc lớn, nếu như nuôi trai ở một nơi thế này thì dễ bị điều tiếng. Đây là muốn hắn ta tìm một chỗ tự lo thân, sau đó cô ấy sẽ đến thăm hắn. Nghĩ vậy, Trình Vũ cười tươi vác đồ đi, cũng không còn vẻ mặt thất hiểu như vừa rồi. Một thúy lan để đám người kia đi vì tối nay chính là lúc mà vị phu nhân kia đưa cô lên giường đám đàn ông kia. Một tiểu thư, à không thầm tiểu thư, phu nhân nói cô nên chuẩn bị, đồ đã được đưa tới. Tài xế Chu tuy lời nói thể hiện kính trọng, nhưng giọng nói lại không mấy kính cẩn. "Anh Chu, anh nói xem, tôi đủ quyến rũ không?" Mộc Thúy Lan nhìn người trước mặt, tuy là tuổi đã lớn, dáng vẻ đĩnh đạc, vậy thì sao chứ? "Còn là tâm phúc của phu nhân kia, nếu như có thể." "Ừm cũng tốt." Ánh mắt lóe lên lửa tình, ngón tay thon dài của cô ta mò mẫm vào bờ ngực của người đàn ông lớn tuổi. "Thẩm tiểu thư, xin tự trọng." Tài xế Chu né tránh đứng thẳng người, một bộ không muốn dính dáng đến cô ta. Ông nói xem, tôi nên tự trọng thể nào, tài xế chu tôi còn không quyến rũ được, tôi làm sao đủ tự tin làm gì người khác chứ. Cô ta vừa cười, vừa lả lướt đi xung quanh chu nhiệm. Cũng không động tay linh tinh, mà nhắm chuẩn xác những nơi mà đàn ông dễ nhạy cảm, cứ như vô ý dùng tay lướt qua. Tôi nghĩ nên ép ông không nhỉ, hoặc tôi khỏa thân tại đây, cùng ông, ai ai cũng thấy, hoặc ông cùng tôi vào phòng, thử kiểm tra, xem, tôi đủ lực hấp dẫn chưa. Suy cho cùng chu nhiệm cũng là đàn ông, nhiều ngày qua bị âm thanh chói tai của bọn người này hành hạ khiến ông cũng ức chế lắm rồi. Nhưng ông ta không phải là không muốn, mà ngại một Thúy Lan quá mức vì tiện dơ bẩn. Nhìn ánh mắt cô ta, ông cảm giác cô ta sẽ làm thật, bất đắc dĩ đành đi theo cô ta. Sao anh chu im lặng vậy? Tôi thử làm anh lên tiếng nhé. Nói xong bàn tay không an phận của cô ta tự tiện tháo đi chiếc nịt quần, kéo xuống chiếc khuyêu kia. "Ồ, không ngờ ông cũng dũng mãnh như vậy nha. Đạo mạo cho ai xem chứ, lên giường rồi, thả con thú trong người ông ra đi. Xem nào, tôi cũng chỉ là con cờ, có gì mà ông ngại, ngủ thêm với một người hay ít đi một cũng không sao." Thật ra ban đầu một Thúy Lan khá bài xích chuyện này, nhưng sau vài ngày ở cùng đám người kia, bọn họ cũng khai sáng cho cô ta nhiều thứ. Tỷ như từng có một phu nhân nổi tiếng là kiều nữ khắp thành phố, người ta đồn rằng không có ai mà cô ta không lên giường cả, cuối cùng cô ta có cơ ngơi riêng. Tuy mang tiếng một chút, nhưng hiện tại không ai dám động vào bà ta cả, chỉ là nhiều năm trước bà ta đi ra nước ngoài định cư. Đây là gì? Chính là tẩy trắng. Vậy một Thúy Lan tiếc thân thể làm gì? Chỉ khi thân thể này không còn là của cô, thì mọi thứ mới có thể xem như thành công một nửa. Thẩm tiểu thư, cô, suyệt, một thúy lan cởi bỏ những gì vướng víu trên người chu nhiệm, ngón tay linh hoạt lả lướt. Khuôn miệng xinh xinh của cô ta không ngừng hoạt động ở nơi mà ai cũng có thể nghĩ. Hít, chu nhiệm hít một hơi, dường như cũng không thể cưỡng lại đê mê do cô ta đem lại. Một thúy lan nhìn biểu cảm của chu nhiệm, cô ta lại cảm thấy vô cùng thành tựu. Xem ra tiểu diêu cũng rất tận tâm, không hề phí tiền học phí nha. Nói đi, thích chứ. Một thúy lan kích thích vành tai của ông ta, muốn hắn ta tự miệng nói ra. Nhưng Chu Nhiệm cắn chặt răng không nói. Tay của Mộc quý Lan cũng không ngơi nghỉ, tiếp tục vuốt ve cả cơ thể ông ta. Chỉ là, cô đã lột sạch nội y, trên người chỉ độc một chiếc váy hai dây mỏng manh vì thời có thể rơi xuống, chỉ là vẫn vướng trên người cô. Nếu là một gã đàn ông nào đó có lẽ đã không chịu nổi mà xé nát chiếc váy kia ra, ăn cô ta ngấu nghiến. Chật chật, xem này, cố gắng làm gì chứ, Mộc Thúy Lan xem chu nhiệm như là thử nghiệm đầu tiên của mình, không có ý định dừng lại. Chuyện đề cử, tổng tài anh nhận nhầm người rồi, tổng tài đi không thể trêu. "Phu nhân," nói, "không chuẩn bị sẽ không kịp." Ông ta cắn răng chịu đựng, muốn đẩy Mộc Thúy Lan ra. Nhưng còn chưa làm gì, cô ta đã á, à, thật thoải mái. Cả người cô ả à ngồi hẳn lên phần thân dưới của chu nhiệm, ông ta có một cảm giác sảng khoái tột độ audio điện tử võ tấn bền. Chương 161, tiệc tối. Chu nhiệm rất muốn đẩy cô ta ra, nhưng dù lý trí của ông ta có nghĩ như vậy thì hành động của ông ta đã bán đứng ông ta. Cả người ông ta đều phải đung đưa theo nhịp của Mộc Thúy Lan, nhìn Chu nhiệm như vậy, cô ta vô cùng đắc ý. Tiếng kêu của cô ta càng lớn, càng vang vọng khắp căn phòng, vô cùng ma mị, lại thấm đầy dục vọng. Ưm, um, anh Chu, nào, em muốn anh cô ta không quên thêm vào vài câu mà Tiểu Diêu đã chỉ bảo. Được, theo bản năng chu nhiệm đã không còn phản kháng, ông ta lại vô cùng hưởng thụ, chuyển thành thế chủ động, đẩy một thúy lan nằm sấp, sau đó kịch liệt vận động. Vì vận động quá mạnh nên vô thức, chu nhiệm đã xé rách chiếc váy của một thúy lan lúc nào không hay. Trên người cô ta lại lộ ra mảng thịt trắng nõn, còn có những chỗ vô cùng bắt mắt. Tốt, đúng rồi, như thế, thật thích, mộc thúy lan nào để ý hình tượng gì gì đó lòng cô ta vô cùng thoải mái xem như đây là thành công của cô ta cho đến gần chiều tối chu nhiệm mệt mỏi nằm không mảnh vải trên giường mộc thúy lan lại đứng lên tắm rửa thay váy dạ hội vốn dĩ mộc thúy lan sinh ra là tiểu thư cho nên dáng vẻ khi cô mặc dạ hội vô cùng quý phái thêm trang sức đắt đỏ váy đỏ ôm sát người cúp ngực hở vai ta xẻ lên cao

Mộc Thúy Lan cười nói, cứ như chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là chỉ để xả stress. Chu nhiệm cũng không biết nói gì, lần đầu tiên ông ta rơi vào trạng thái thế này. Tôi, sao, chưa đủ. Mộc Thúy Lan xoay người lại, đôi môi mọng đỏ, tóc xoăn dài một bên, phải đỏ xẻ ta. cô đong đưa chân mình, lộ ra vệt gen đen của nội y. Càng làm cho Chu nhiệm hơi lúng túng. Ha ha ha, Mộc Thúy Lan lóe lên tia tự đắc, rồi đàn ông sẽ phải quỳ dưới váy cô ta đi thôi không phải sợ không kịp sao nói xong cô ta xoay người xuống dưới tầng chuẩn bị ra xe mà chu nhiệm tức tốc mặc đồ chạy theo ông ta còn chưa kịp tắm rửa nha suốt quãng đường mộc thúy lăn cố ý không nói gì mà chu nhiệm lại càng im lặng buổi tiệc này được tổ chức tại một khách sạn vô cùng sang trọng ở phương bắc mà thiếp mời cũng đã gửi tới hồ cửu một Thúy Lan bước vào buổi tiệc đã thu hút sự chú ý của cánh đàn ông, không phải vì cô quá đẹp. Nói về đẹp thì ở phương Bắc không thiếu, chỉ là trên người cô ta có chút phong tình, còn vì qua nhiều lần giao hoan, cho nên cả người toát ra một mùi, nhục dục. Anh Hồ Cửu, sao lại đưa em đến đây? Bạch Thố nhìn xung quanh vô cùng ngại ngùng, cô không thích tiếp xúc nhiều ở những buổi tiệc thế này. Chỉ là tiệc mà thôi, muốn em ra ngoài nhiều một chút. Không thích sao, ánh mắt hồ cửu xoáy sâu vào người bạch thố. Cô trột dạ, nhưng lại có chút ngại ngùng. Em, chỉ là, chỉ cần cùng anh là được. Nói xong bạch thố lại nép vào người anh như sợ người khác va phải mình. Bạch thố vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần, mái tóc nổi bật màu bạch kim sáng. Hôm nay cô diện một bộ váy suông màu đỏ đơn giản, càng tôn lên khí chất của cô, nhưng là sự thanh thuần, nhìn sẽ muốn bao bọc bảo vệ. Bạch tiểu thư, còn có tôi, cô đừng ngại. Hiếu thủ cũng bên cạnh cười cười. Tất nhiên có Hiếu thủ, Hồ Cửu thì chắc chắn buổi tiệc này có việc cho họ làm. Nhưng điều kỳ lạ lại có thêm Bạch Thố. Khi Hồ Cửu quyết định để Bạch Thố đi cùng cả Túc Trì cũng Hiếu thủ đều ngạc nhiên. Mà người không được đi là Túc Trì đang ở nhà đi đi lại lại lo lắng. "Anh Hiếu thủ, tôi biết rồi, tôi chỉ ngại đông người thôi. Nhưng có anh Hồ Cửu cùng anh, tôi cũng yên tâm." Bạch Thố nói xong thì nở nụ cười ngọt ngào. Vị tiểu thư này, tôi có thể mời cô một ly không? Một người đàn ông vô cùng lịch lãm, lại có chút tuấn tú, bộ dáng vô cùng đáng tin đi đến gần Bạch Thố. "Tôi, tôi." Gương mặt cô vô cùng lúng túng, cứ như không biết phải trả lời sao. "Không. Được." Cả hồ cửu cùng Hữu Thủ lên tiếng, khi nghe hồ cửu nói, được, cả Bạch Thố cùng Hữu Thủ đều nhìn về phía anh như sinh vật lạ. "Vị này là anh trai của cô ấy." hồ cửu không nhanh không chậm nói mà bạch thố nhìn thấy một màn này thì tức giận vô cùng tôi tự giới thiệu tôi là vương khiêm thiếu thủ cùng hồ cửu nghe tên này thì lập tức nhìn nhau đây không phải cháu của vương lam ứng sao xem ra là tuổi trẻ tài cao nhìn xem phong độ vô cùng bạch thố hồ cửu lên tiếng vương khiêm hơi ngơ ngác tên cô ấy anh tiếp tục nói sau đó cố tình bỏ đi chỗ khác mà Hữu Thủ nhìn theo Hồ Cửu, lại nhìn Bạch Thố, quả thật không biết nên đi theo hay ở lại bảo vệ Bạch Thố. Bạch tiểu thư, tôi mời cô một ly được chứ? Nhìn thấy Hồ Cửu đi thẳng như vậy, Bạch Thố nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tức giận. Cũng không từ chối người trước mặt nữa. Được, mời anh. Bạch Thố nhận ly rượu từ tay Vương Khiêm, nở nụ cười tiêu chuẩn. Mà Hữu Thủ nhìn cũng biết Bạch Thố là giận Hồ Cửu mới làm vậy, cũng không biết phải nói sao cho phải tự trách sao hồ cửu lại vô tình vậy chứ nhưng khi hồ cửu nhìn lại khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm khó thấy lúc này thẩm thanh hương vừa tới đã kéo mộc thúy lan giới thiệu cho các vị mới nhận chức tại nội các thẩm tiểu thư nhà chúng tôi là chi thứ con bé vừa hay tới nghỉ ngơi ở đây tiện thể dẫn theo cho đỡ nhàm chán mong các vị chiếu cố nói xong thẩm thanh hương cười tươi như hoa nháy mắt để lại mộc thúy lan một mình bà ta lại quay về bên cạnh trần nghĩa lúc này ông ta còn bị đám bạn bè thế ra vây quanh chúc mừng, còn tạo quan hệ. Thẩm tiểu thư, cô thật đẹp. Một người trong số đám đàn ông kia vô cùng thưởng thức. Anh nói xem, chúng ta ra ngoài được chứ? Một thúy lan giả vờ xoa xoa mi tâm, nói thì thầm cùng người này. Được, được. Người đẹp nhờ vả sao có thể khước từ. mươi 162, một người nhiều ngựa mà những người đàn ông còn lại khi nhìn thấy mộc thúy lan cùng giang thái rời đi ánh mắt hơi nheo lại thẩm ra giới thiệu kia là thẩm tiểu thư còn là chi thứ vậy thì giới thiệu với bọn họ để làm gì chứ ai mà không biết ngụ ý trong đó bọn họ nhìn nhau cười với ánh mắt ẩn ý xem ra ai ai cùng hiểu rõ hai người kia là đi đâu nói xem bọn họ sẽ làm gì mã nham nhìn theo dáng đi thướt tha của mộc thúy lan ánh mắt cũng lộ vẻ thèm thuồng Cùng lắm Hàn Huyên, tình tự một chút, dù sao ngoài kia cũng là vườn trống, tuy là kín đáo, nhưng họ cũng không có gan làm cái chuyện gì đó ngoài trời thế kia. Đúng đúng, dù không ai thấy thì bọn họ cũng sẽ không dám. Mạnh Siêu cùng Hàn Thiên Hào đều nghĩ bọn họ cùng lắm nói vài câu tình cảm, bán chút cơm chó là cùng. Tôi cá là bọn họ sẽ còn hơn thế. Mã Nham nhìn theo, cảm giác vô cùng kích thích. Cá thì cá, sợ gì, tôi cá bọn họ chỉ thân mật một chút là cùng mạnh siêu nói tôi đồng ý với cậu ấy hàn thiên hào cũng gật đầu đồng ý tôi thì cá bọn họ sẽ tiếp xúc ra thịt một chút mã nham cười nham hiểm cá cược gì nào mạnh siêu nhấp ngụm rượu rồi nói nếu tôi thắng cậu phải giới thiệu thư ký tô của cậu cho tôi nếu tôi thua tôi lại giới thiệu trợ lý kiều của tôi cho cả hai cậu mã nham khẳng khái nói với bọn họ chuyện trao đổi tình nhân có vẻ không còn mới mà chuyện có tình nhân trước hay sau hôn nhân cũng không còn lạ rồi, miễn đừng có con với tình nhân là tốt rồi. Đi theo bọn họ đi. Sau đó cả ba người cùng đi theo sau, vì sợ bị hai người kia phát hiện nên bọn họ cũng nấn ná một chút, sau đó mới đi theo ra ngoài. Dù sao vườn cây là nơi đi dạo vào ban ngày, buổi tối hầu như không có người qua lại. Mà Mộc Thúy Lan kiếm cớ là muốn yên tĩnh riêng tư hai người cùng tìm hiểu nhau một chút, vì vậy họ đi tới phía cuối góc vườn nơi này hầu như không ai qua lại. Vì ban ngày có nhân viên chăm sóc cây, tối thì họ đều nghỉ cả rồi, mà giả tiệc thì khách chỉ nghỉ ở phòng chờ hoặc phòng nghỉ đặt riêng, ai ra vườn này làm gì chứ? Anh Giang Thái này, tôi nghe cô của tôi nhắc đến anh rất nhiều, nhiều tới mức nghe thành nghiện. Một thúy lan vào thẳng vấn đề, cũng không giữ kẽ, chỗ tả váy xẻ lên kia cũng lọ ra chút huyền bí. Thật sao, vinh dự cho tôi rồi. Giang Thái cười cười, ánh mắt lóe lên tia thèm muốn. Chỉ là ngại đây bên ngoài, nếu không. Anh Giang Thái, anh muốn tôi. Tiểu Diêu từng dạy cô ta, trực tiếp kích thích đàn ông, sau đó bỏ rơi họ, tự trọng tổn thương họ còn không theo cô sao. Cô, này quá nhanh rồi. Tuy lòng hắn muốn trả lời, muốn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo duy trì bản thân. Ai dô, xem ra tôi đánh giá cao mình rồi. Nói xong một quý lan ngồi lên kệ gỗ đang đặt cây con, mà tà váy cũng theo đó lộ rõ hơn, môi đỏ mọng của cô ta cắn kéo bao tay ra khỏi tay. Cô ta dỉ vờ đưa tay lên đầu, như sắp té, Giang Thái nhanh chóng chạy tới đỡ cô. Ai ngờ, anh Giang Thái, anh muốn gì đó kích thích một chút không? Mộc thúy lan nhìn hắn, ngón tay vuốt ve mang tai và cổ. Vì đỡ cô ta theo quán tính, tay hắn vô tình đặt lên đùi của một thúy lan. Nhưng, đây là... Tuy hắn cũng hiểu ý Mộc thúy lan, nhưng đây là vườn cây nơi này có người tới thì phải làm sao anh không muốn vậy xem như là anh từ chối em nói xong cô đứng lên chính vì hành động đột ngột cô đứng lên tay của giang thái đang từ đùi của cô đã di chuyển lên một chút tay anh thật hư một thúy lan nói rồi đi lướt qua người hắn nhưng cô ta chợt dừng lại cô ta nhìn ra phía xa có người tới nụ cười cô ta gợi lên càng cong em sẽ cho anh một cảm giác không bao giờ quên. Một thúy lan xoay người ôm sau lưng Giang Thái, ngón tay linh động chạm vào nơi nhạy cảm cả người hắn. Sau đó đột ngột, cô thoát đi chiếc nội y đen, nhìn thấy vậy tâm Giang Thái xôn xao hơn. Thẩm tiểu thư, em, gọi em bằng cái tên gì anh muốn đi. Còn không để Giang Thái trả lời, một thúy lan đột một xoay người, ngón tay mỏ xuống phía thân dưới. Một luồng khí nóng trong Giang Thái không kìm được. Em làm con đờ em mờ của tôi, được chứ? đây chính là cái xấu xa trong người hắn, lúc nào bên cạnh người yêu cũng phải giữ vẻ đạo mạo, dù gần gũi cũng y tứ nhẹ nhàng. Còn bây giờ, hắn như thoát khỏi lớp vỏ đó. Được, em làm con đờ em mờ của anh. Một thúy lan xoay người, đè ép sang thái nửa ngồi nửa đứng trên kệ gỗ, mà cô ta bạo gan hơn, dùng tà vá che đi nơi cần thấy. Sau đó cả hai hòa cùng một nhịp, hơi thở và tiếng rên rỉ hòa vào nhau, đám người kia nhìn sau cây lớn thì không phát thành tiếng suỵt chúng ta đều đoán sai rồi xem kìa bọn họ đây là được xem người thật việc thật lại là kích thích như vậy cả đám ai không muốn hư giang thái này cũng quá mức sao lại chỉ hưởng thụ một mình chứ ngay khi hai người kia vừa đạt cao trào thì ba người núp sau cây đã đi ra xem kia hai người nói xem chúng tôi tình cờ qua lại thấy chuyện thế này mã nhãm cười cười cũng không nể mặt giang thái ai bảo hắn ta lại được thẩm tiểu thư kia nhìn chúng. Mà Mộc Thúy Lan càng không xấu hổ, chỉ có Giang Thái lúng túng giấu người đi. Cũng muốn kích thích sao? Mộc Thúy Lan thoát hết nội y, mà váy bó sát người, lộ rõ điểm nhạy cảm. Các anh có một cơ hội, cùng nhau thử cảm giác này. Hoặc tôi đi, chúng ta có thể tìm phòng, không cần ở đây. Mạnh siêu nhanh nhỏ đáp. Lúc này Giang Thái đã mặc lại đồ, gật gật đầu đồng ý mà hàn nhất thiên lại cảm thấy bọn họ sao lại cần làm thế chúng ta có thể tìm thêm người sao lại chỉ một người anh có chắc bọn họ cho anh cảm giác như tôi cho anh nhìn một thúy lan tự tin như vậy đám đàn ông bại hoại này lại thấy vô cùng kích thích vô cùng tò mò rất nhanh bọn họ đã vào được một phòng kín gần khu này bọn họ liên hệ lễ tân thuê trọn xung quanh để đảm bảo không ai tới gần nào nói chúng tôi xem thẩm tiểu thư sao lại, chịu chơi, vậy chứ? Mã nham cúng mập mờ nói. Nói xem nào, các anh cần hỏi tôi sao? Một thúy lan độc một chiếc váy, cô ta vào nhà tắm thay đi chiếc váy, tuy khách sạn có áo choàng tắm nhưng cô ta chỉ dùng khăn để quấn lấy thân thể. Điều kiện. Mạnh siêu nhấn mạnh. Đừng căng thẳng thế, em chỉ muốn cùng mọi người vui vẻ. Đừng nghĩ nhiều có được không? Quả thực một thúy lan hoàn toàn nắm thế chủ động. Vậy nói xong mộc thúy lan cũng không ngơi nghỉ cô ta tích cực phô diễn những gì đã được tiểu diêu cùng huy phát chỉ điểm quả thật dù một mình cô ta cũng đủ khiến cho bốn gã đàn ông say như điếu đổ bọn họ đã bao giờ được thả ra con mãnh thú trong người chứ với bọn họ bây giờ chỉ là phần thú tính mà thôi bọn họ mặc sức hành hạ mộc thúy lan mà cô ta đã sớm biết nhân lúc bọn họ đê mê cô đòi hỏi một số chuyện nho nhỏ như tiền quần áo xe bọn họ trong lúc thần trí rối loạn đều đồng ý cả, đây xem như khoản lời cô ta lấy lại đi. chương 163, triệt đề thất vọng. Trong lúc bọn họ thác loạn, Bạch Thố cùng Vương Khiêm cũng cùng nhau đi dạo bên ngoài. Mà Bạch Thố chỉ vì muốn đi cùng Vương Khiêm cho bỏ tức với Hồ Cửu, mắt thấy không ngắn được Bạch Thố, hữu thủ nhanh chóng đi tìm Hồ Cửu. Bạch Tiểu Thư, em có thể cho tôi phương thức liên hệ chứ? Vương Khiêm từ tốn hỏi. Nhìn Bạch Thố vô cùng thanh thuần, Chiếc váy suông đơn giản màu đỏ lại làm nổi lên chất Lolita của cô. Thật ra cô cũng không muốn, nhưng cô nghĩ chỉ có hình tượng này mới có thể làm cho Hồ Cửu Lưu Tâm một chút. "Tôi, không có." Bạch Thố ấp úng đáp. Vương Khiêm cười, nhìn Bạch Thố cùng Hồ Cửu khá lạ, bọn họ hầu như chưa từng gặp qua lần nào. Cho nên Vương Khiêm suy đoán có thể là chi thứ hoặc họ hàng của gia tộc nào đó mà thôi. Các buổi tiệc như này, ngoài thắt chặt quan hệ xã giao, còn là tìm kiếm lợi ích gán thành viên của gia tộc làm nhân tình cho người cấp cao cũng là một cách hoặc cũng có những cô gái chi thứ muốn làm nhân tình của ai đó vì muốn thoát khỏi khống chế chi chính rất nhiều mà trong mắt vương khiêm thì bạch thố có lẽ là bị lừa tới đây cho nên chưa hiểu được dụng ý em đừng lo tôi chỉ muốn phương thức liên hệ vương khiêm nho nhã lại lịch sự nụ cười vô cùng ấm áp em nên quay vào nếu không anh của em sẽ lo lắng bên kia có đèn qua đó một chút xem sao thật ra vương khiêm không thấy gì cả chỉ là kiếm một cái cớ cho bạch thố không quay lại buổi tiệc mà thôi nhưng đi nào bạch thố còn chưa nói xong anh ta đã kéo tay bạch thố đi theo ánh mắt của cô léo lên tia chán ghét nhưng rất nhanh đã giấu đi dù sao đây chưa phải là lúc để đánh mất hình tượng cô thầm tiếc nuối nếu tối nay cô có thể ở lại căn cứ thì sẽ có thời gian tìm hiểu chỗ cất giấu đồ của hồ cửu nhưng càng tới gần quả thật có một âm thanh làm người ta đỏ cả mặt chính là bọn người mộc quý lan chơi quá hăng cho nên âm thanh vô cùng lớn kia nên đi thôi bạch thố khựng lại quay người muốn đi mà vương khiêm nhíu mày sao lại có chuyện phòng ở khách sạn cách âm vô cùng tốt làm sao có thể anh ta tò mò đi theo tiếng rên rỉ cùng tiếng ra thịt pha chạm kịch liệt thì ra một màn xấu hổ hiện ra đám người kia dù là thuê phòng bao cả hai phòng lân cận nhưng vì tìm cảm giác mới lạ bọn họ thế mà không thèm đóng cửa phòng kia là gì một nữ mà bốn nam còn là anh vương đi thôi sao lại tới đây bạch thố thấy vương khiêm nghiêm trọng đi một mạch nghĩ có chuyện cho nên cũng đi theo mà lúc này bạch thố lên tiếng cũng là làm cho đám người kia chú ý tới vương khiêm thấy không ổn muốn kéo bạch thố đi nơi khác nhưng mà đã không kịp ai dô ai đây vương khiêm sao đây là mỹ nữ nào thế này mã nham trần như nhộng quán một cái khăn chắn ngang đi đến mà đám người kia cũng nhanh chóng quấn khăn chỉ có một ví lan nằm đó nở nụ cười mãn nguyện nhìn theo bọn họ các cậu quá đáng xem lại hành vi đi vương khiêm tức giận nhưng lại vô cùng xấu hổ bốn gã đàn ông này chỉ quấn một khăn mỏng cả người còn mò hôi mùi tinh khí còn đó vậy mà dám ra ngoài hành vi tôi tưởng cậu thế nào hóa ra cũng như chúng tôi dẫn một bé lolita tới đây còn không làm hành vi như chúng tôi sao bạch thố lóe lên sát khí sau đó đứng núp sau lưng vương khiêm như là sợ hãi vô cùng nhìn thấy biểu hiện bạch thố như vậy vương khiêm lại nổi lên nam tính muốn bảo vệ cô các cậu làm tiếp chuyện các cậu đi tôi đưa cô ấy về đừng nghĩ ai cũng giống các người vương khiêm nói xong quay lưng định đi nhưng bốn gã kia lại nhìn nhau như ăn ý vây quanh hai người vương khiêm cùng bạch thố Đi gì chứ, thế này đi, cậu cho chúng tôi nếm thử mùi vị Lolita, tôi cho cậu nếm thử vị của sự thuần thục. Quả thật bọn họ không ngờ một Thúy Lan lại có thể làm cho bọn họ thích thú đến vậy, trong lòng bọn họ còn đang muốn hẹn riêng cô ta. Vừa lúc gặp Vương Khiêm dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến động lòng thế kia, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Một nam một nữ đi ra ngoài tâm sự, gặp dịp thì chơi thôi. Cuống hồ Vương Khiêm sắp trở thành phó chủ tịch thành phố ở đây có một cô gái xinh đẹp cũng là bình thường bạch tiểu thư đừng sợ nếu có gì cô cứ chạy trước được chứ vương khiêm nắm tay bạch thố dặn dò sao anh ta không nhìn ra ý đồ xấu của những gã này chứ chỉ là anh biết bản thân nếu như một trọi bốn không thể chống lại được bốn người họ chỉ có thế kéo dài thời gian cho bạch thố chạy đi tìm người suy con giả tạo anh em chúng ta lột sạch đồ hắn ta cùng cô bé lolita chụp lại vài tấm đẹp đẹp xem hắn còn dám nói ai sao vương khiếm thật ra không được lòng bọn họ cho nên lần này bọn họ là được dịp nhắm vào anh ta mà những hành vi này đều thu vào mắt hồ cửu long chủ à anh hồ à chiến thần à kia là bạch thố là bạch thố mặc kệ tên vương khiêm kia nhưng bạch thố cô ấy tội tình gì sao ngài không ra mặt đi chứ ngài không ra mặt tôi ra hữu thủ sốt ruột muốn chết tới nơi rồi không có lệnh của tôi, đừng ai nghĩ tới cứu bạch thố. hồ cửu lạnh lùng nói. mà hữu thủ nghe xong thì thức nghẹn. các người không được làm hại chúng tôi, anh tôi rất lợi hại. nếu dám động vào tôi, tôi sẽ sẽ. thật ra bạch thố dư sức quật ngã bọn người này, chỉ là hiện tại nếu cô ra tay thì mọi thứ đổ sông đổ biển cả, còn nếu cô không ra tay thì bạch thố dù gì cũng là cô gái chưa có chồng, nhìn đàn ông trần chuồng cùng phụ nữ cùng hoan ái kia sao có thể bình tĩnh được cô còn thấy kinh tởm bọn họ ngại động vào họ làm bẩn tay cô bạch thố tôi giữ chân họ cô chạy đi vương khiêm hét lớn anh hùng cứu mỹ nhân ha 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 cô em lolita này hẳn là của gia tộc nào đó rồi chật chật làm tình nhân của các anh đây cam đoan em muốn gì cũng được mà nghe vào tai của mộc thúy lan thì cô ta cảm thấy nguy cơ vô cùng ánh mắt nhìn bạch thố ghi nhớ kỹ Chương 164, đừng nghĩ qua mặt người khác. Hồ Cửu nở nụ cười, cảm thấy có vẻ có nhiều chuyện mà bản thân anh còn chưa hiểu hết rồi. Xem ra anh đã quá chủ quan rồi, có lẽ nơi này không như chiến trường nguy hiểm, nên có lẽ anh cũng sao nhãng không ít. Có lẽ anh nên lên lại tinh thần, ở chiến trường quân nhân chém chém giết giết vì ai? Vì hòa bình, vì an yên. Nhưng đám người ở đây làm gì thế này? Hòa bình hay yên ổn sao? bọn họ tranh đấu còn khủng khiếp hơn so với chiến trường ngoài kia. Hồ Cửu nhìn đám đổi bại lại nhìn Vương Khiêm, cảm giác ít nhất đứng giữa những kẻ kia, Vương Khiêm vẫn có chút đáng tin. Chỉ là anh muốn xem Vương Khiêm sẽ làm gì. Còn về Bạch Thố, Long Chủ, Bạch Tiểu Thư cứ như vậy sẽ bị đám kia. Cậu im lặng và nhìn đi. Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ, cũng cảm thấy từ khi về đây tính cách của Hữu Thủ cũng có chút thay đổi. Có lẽ sắp tới cậu nên theo Thanh Ngũ về phía đông đi. Hiếu thủ nghe vậy thì hơi lo sợ. Long chủ, ngài không phải là muốn vứt tôi chứ? Nhìn Hiếu thủ như vậy, Hồ Cửu hơi hơi lắc đầu cũng không nói tiếp. Chẳng phải cậu muốn biết tại sao? Nhìn cho kỹ. Nói xong ánh mắt Hồ Cửu hướng về phía hai người Bạch Thố cùng Vương Khiêm. Mà Hiếu thủ lúc này cũng nghe lời nhìn theo, anh ta không muốn theo Thanh Ngũ chút nào. Lúc này, Bạch Thố lóe lên tia sát khí mà với quân nhân thì sát khí là thứ quen thuộc nhất. Hồ Cửu làm sao không thấy chứ? Các người đừng quá đáng, ở đây hoang dâm, lại còn muốn kéo người khác xuống nước. Vương Khiêm tức giận đen mặt. Ha ha ha, nhìn kia, Vương Thiếu, Vương Phó Chủ tịch, ngài xem, nếu chúng tôi lột trần ngài, chụp vài tấm mát mẻ. Tôi muốn xem ngài Vương đây còn lên mặt được với ai. Mạnh siêu cười lạnh, nhìn sơ cũng biết bốn người kia cùng Vương Khiêm cùng chung độ tuổi, chỉ là vương khiêm một đường thăng tiến, còn bọn người kia thì thấp hơn. Cho nên sinh lòng ganh tị, lại muốn kéo vương khiêm theo, mà bạch thố chỉ vô tình bị cuốn vào. Hôm nay dù có bạch thố hay không, thì vương khiêm gặp bọn người này cũng sẽ bị kéo vào. Các người bị ổi, thân là người có chức trách địa vị, lại hành động đồi bại như vậy, các người xứng sao? Xứng hay không cũng không đến vương thiếu dậy. Mã nham không quan tâm, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, hắn nhìn vương khiêm đã trướng mắt lâu rồi hắn không tin vương khiêm trong sạch trong giới chính trị ai không nhún chút bùn thối kia còn vương khiêm lúc nào cũng đạo mạo tỏ vẻ đạo đức cho ai xem chứ vài hôm trước nhận chức còn tuyên bố sẽ cải tổ bài trừ những kẻ thiếu đạo đức bọn họ bây giờ muốn xem vương khiêm bị lột sạch đồ nằm bên người phụ nữ khác xem xem anh ta còn mạnh miệng được không bạch tiểu thư nhanh đi đi mặc kệ tôi vương khiêm đứng chắn trước bạch thố vậy mà bạch thố lại cố gắng bỏ chạy thật vương khiêm nhìn thấy bạch thố bỏ đi thì trong lòng có chút mất mát tuy nhiên anh ta tự chấn an bản thân có lẽ bạch thố là cô gái ngây thơ quá sợ hãi chạy cũng là điều tất nhiên có thể cô ấy tìm anh trai mình vương khiêm nghĩ vậy thì ánh mắt kiên định hơn mà cả bốn người kia đâu đơn giản như vậy giữ hắn lại để tôi đuổi theo mã nham nói xong thì chạy theo cả đám tiến lên giữ chặt vương khiêm

Khốn nạn! Vương Khiêm gào lên. Nói gì thì nói, một mình Vương Khiêm sao có thể chống lại ba tên kia chứ? Hồ Cửu nhìn Vương Khiêm có chút tán thưởng. Cậu ở đây xem tình hình, nếu họ dở trò thật thì can thiệp. Nhớ, chỉ khi họ dở trò mới can thiệp. Ánh mắt Hồ Cửu khi nói câu này tràn ngập sự cảnh cáo. Thiếu thủ hơi rụt cổ, gật gật đầu biểu thị đã rõ. Bên này Hồ Cửu đi ra trước, chặn đường bạch thố. Anh Hồ Cửu! nhìn thấy thân ảnh hồ cửu bạch thố hơi giật mình cô ta cảm thấy nếu không tiếp tục tỏ ra vô hại thì mọi chuyện sẽ bại lộ cứu em có chuyện hồ cửu bình tĩnh đến mức đáng sợ em gặp người xấu nói xong ánh mắt cô ngập nước vô cùng sợ hãi biểu cảm vô cùng xuất sắc em đi cùng ai sao lại tới đây hồ cửu nhíu mày hỏi cảm giác xung quanh lạnh hơn bao giờ hết bạch thố hơi chuột dạ là đi ra ngoài Em không thích ồn ào. Cô lại không nói đi cùng Vương Khiêm. Bạch Thố cũng không hiểu tại sao mình lại không nói thật, vì dù có đi cùng Vương Khiêm cũng sẽ không sao. Có lẽ đã nói dối thành quen, cô không tự chủ mà nói dối. Cô em đây rồi, lại thêm ai thế này? Mã Nham cười nham nhở, nhíu mày nhìn Hồ Cửu. Cũng tốt, dù cậu là ai cũng không nên xen vào, biết đâu tôi cho cậu chút lợi lộc. Nhìn Hồ Cửu ăn mặc không mấy sang trọng, xem ra cũng chỉ là một nhân vật không có tầm ảnh hưởng không bạch thố lùi lại về phía hồ cửu cô muốn anh bảo vệ cô khỏi tên khốn kiếp này nhưng mà trái với suy nghĩ của cô hồ cửu vẫn là im lặng cô em xem đi ai cứu được cô mã nham tiếng lại gần định nắm lấy tay cô kéo qua anh bạn chắc chắn muốn cô ấy hồ cửu cười nói bộ dạng không hề nhìn ra đang nghĩ gì bạch thố có dự cảm không lành chương 165, lộ mặt. Hồ Cửu lại nhìn Bạch Thố, ánh mắt xoáy sâu, cảm giác như có muôn vàn thất vọng cùng tự trách. Bạch Thố, em chắc chắn không có gì muốn nói với anh. Nghe Hồ Cửu nói vậy cùng ánh mắt kia của anh, Bạch Thố trột dạ cô chợt nghĩ đến không lẽ anh đã phát hiện ra chuyện của mình. Bạch Thố có chút thất kinh, hơi lùi một chút, tay nắm lấy cánh tay của Hồ Cửu cũng không tự chủ mà buông ra. Em, không. Bạch Thố nghẹn ở cổ họng, cũng không biết phải nói sao cô cũng không thể tự nhận được anh hồ cửu em thật sự sợ mã nham nhìn cả hai cảm thấy quá phiền hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này dù gì bên kia vương khiêm còn chờ hắn về xử lý thực ra mã nham một hồi dây dưa cũng không còn hứng thú gì điều hắn quan tâm hiện tại chỉ là làm sao kéo vương khiêm xuống nước cậu muốn thì cứ xem đủ bản lĩnh đưa cô ta đi được không hồ cửu chỉ cười ẩn ý nhưng lại không có thái độ gì là ngăn cản. Nhìn thái độ của Hồ Cửu, cả Bạch Thố cùng Mã Nham cảm thấy khó hiểu. Đây là để hắn đi hay là không? Mã Nham cũng không muốn tốn thời gian trực tiếp đi tới sau lưng Hồ Cửu, ngay khi Bạch Thố muốn tiếp tục núp sau lưng Hồ Cửu. Anh nhẹ nhàng lách người qua một bên, Mã Nham cứ thế đi qua, tuy nhiên ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hồ Cửu. Cũng biết điều đấy. Nói xong thì tiến gần tới Bạch Thố. Vì trên người Mã Nham quần áo sộc sạch, vừa hành sự xong nên trên mùi còn có chút mùi tanh uế khí bạch thố vô cùng kinh tởm nhưng nhìn thấy hành động của hồ cửu thì cô lại càng hoảng loạn hơn anh anh hồ cửu giúp em với bạch thố ánh mắt tròn xoe rưng rưng tôi tin là em hắn không thể làm gì được em đừng nói là hắn mà ngay cả hoàng đàn cũng không thể làm gì em hồ cửu nói xong thì nhếch mép cười lúc này mã nham nào để ý tới lời nói của hai người chứ hắn ta cứ thế nhào tới bạch thố. Cô rất muốn một cước đạp bay hắn ta ra, nhưng lại nghĩ tới hồ cửu đành chịu đựng sự kinh tởm mà nhịn lại. Xin đừng, thả tôi ra. Anh hồ cửu, anh hứa bảo vệ em một đời. Tại sao? Nói xong khóe mắt cô lại ửng đỏ, nước mắt như muốn trào ra, nhìn về phía hồ cửu như muốn anh ra tay giúp mình. Bán tay dơ bẩn của mã nham còn dính thứ gì đó nhơm nhớp trắng nhờn, càng khiến bạch thố càng nhanh chóng thiếu kiên nhẫn. Tôi vẫn ở đây, mà hắn cũng chưa làm gì em anh bạch thố tức giận đi thôi dài dòng mã nham kéo mạnh bạch thố làm cả người cô trao đảo muốn ngã nhào với người mã nham ngay khi bạch thố sắp ngã vào người của mã nham theo quán tính cô ta bật người đẩy hắn ra nhưng sau đó tôi đã nói rồi quan trọng là anh đưa cô ấy đi được hay không thôi hồ cửu nhìn mã nham đau đớn nằm trên đất mà bạch thố lui lui lại vài bước ánh mắt bất đắc dĩ nước mắt chảy dài trên má. Anh biết, tại sao chứ? Dù có như thế nào, tình cảm của em với anh là thật. Tại sao anh lại? Cô nhìn Hồ Cửu, cảm giác như mọi thứ đều đổ bể, bao nhiêu công sức của cô xem như uổng phí. Mã Nham tức giận đứng bật dậy, dù sao hắn cũng học qua chút quyền cước, chỉ là vì mới hành sự kịch liệt cơ thể có chút yếu. Hừ, nhẹ nhàng không muốn, ông đây cho con nhãi như mày biết thế nào là lợi hại. Mã Nham phi tới nắm chặt tay cô cưỡng chế kéo đi trong mắt bạch thố tràn ngập oán giận lại bị mã nham động chạm thì tia máu trong mắt cô càng rõ hơn bỏ ra cô tức giận quát lên hừ còn dám ra lệnh cho ông đây sao nói xong mã nham cười nham hiểm một tiếng rồi dùng tay còn lại sờ lên ngực bạch thố lần này bạch thố không nhịn được nữa dùng thủ pháp bẻ tay quật ngược tay mã nham sau đó không lưu tình mà đạp một cước vào bộ phận sinh sản của hắn một cước này phải biết là cô dùng tất cả lực của mình. A à, á. Rắc. Tiếng xương gãy vụn vang lên, màn đêm gió lạnh xuyên qua người hào với tiếng xương gãy càng quỷ dị hơn. Đây là thứ anh muốn thấy. Nước mắt Bạch Thố lăn dài, nhìn Hồ Cửu, có bao nhiêu trách móc, bao nhiêu thất vọng. Em nói xem. Hồ Cửu tựa vào cây sau lưng, bộ dạng vô cùng buông thả, cảm thấy thật nực cười. Em nói em có tình cảm với tôi? vậy tình cảm của em là muốn lấy thứ này vừa nói hồ cửu vừa lấy ra một viên đá màu tím cùng một chìa khóa nhỏ màu vàng tuy là trong tối nhưng hai vật này lại phát sáng vô cùng đẹp mắt ánh sáng ấy càng quỷ dị hơn sao sao có thể sao anh biết được ánh mắt bạch thố nhìn đồ vật kia cô giật mình cảm thấy không gì qua mắt được anh tâm cô hoảng loạn quên cả khóc nói xem làm sao tôi biết hồ cửu nói xong lại làm một thủ ấn rất lạ sau đó cất chúng vào túi, quả thật sau khi làm thủ ấn kia thì hai vật này cũng không phát sáng nữa. Mã nham lúc này đau đớn ôm lấy tay cùng phần thân dưới kêu la, vô cùng ôn ào. Con em mờ sao nó, chúng mày dám để. Á, à. hồ cửu ra tay nhanh chóng, làm cho hắn ta bất tỉnh chỉ bằng một động tác ấn các huyệt trên người. Quả thật quá ồn ào. Nhìn mã nham nằm trên đất, hồ cửu cảm thán. Sau này không nên đắc tội với phụ nữ. Bạch tiểu thư tôi nói đúng chứ. Sưng hô xa lạ, thái độ xa lạ, bạch thố trong lòng có một trận mất mát. Em, anh nghe em giải thích, không như anh nghĩ. Bạch tiểu thư nói xem, tôi nên nghĩ gì. Tuy là lạnh lùng, nhưng trong lòng hồ cửu vẫn có gì đó tiếc nuối, thật ra anh cũng không quá lợi hại như cô nghĩ. Chỉ là anh cũng đã từng tin bạch thố. Điều này chứng tỏ bạch thố thành công qua mặt anh nhiều lần. Anh cũng không nhìn bạch thố nữa, mà quay lưng rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Bạch thố hoang mang tột độ, vội vàng đuổi theo. Audio điện tử võ tấn bền. chương 166, đánh mất. Đến sáng hôm sau, Hồ Cửu đã ở căn cứ, ăn ngon ngủ kỹ, anh cũng chẳng bận tâm đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Mà Bạch Thố, tuy quay về căn cứ cùng Hồ Cửu, nhưng mà vẫn không thể chợp mắt được chút nào. Cô Bạch, sao lại dậy sớm thế này? Di thầm vừa dẫn cháu trai đến cùng, đã thấy Bạch Thố đứng ở bếp. Thật ra là cô chỉ vừa xuống uống nước cho tỉnh táo, không ngờ gì Thẩm lại đến sớm như vậy. Tiểu hạ, chào cô Bạch đi cháu. Di Thẩm vừa cười vừa quay đầu nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, dục thằng bé chào hỏi. Con chào cô. Thằng bé mắt tròn xoe, cũng ngấn nước, bộ dạng khá ôm yếu, có lẽ vì nằm lâu ngày trên giường bệnh cho nên da của cậu nhóc có chút tái nhợt, cả người yếu ớt vô cùng đây là tiểu hạ mà gì hay nhắc tới đây sao thật đáng yêu bạch thố cố dặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn tiểu hạ cô ta chợt thấy chán ghét đứa bé này cũng là ánh mắt to tròn xoe ngập nước cũng là bộ dạng yếu ớt cần che chở tại sao cô lại bị hồ cửu vứt bỏ còn nó lại được hồ cửu nhận về đây chứ dù là trong tâm đầy bất mãn nhưng cô vẫn không thể nói được cũng không thể đi khỏi đây nếu như cô đi chẳng khác nào cô nói với hồ cửu là cô thật sự tới đây có mục đích mà lúc này hiếu thủ cũng vừa lúc quay về, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, ánh mắt đục ngầu, ngáp ngắn ngáp dài đi vào. Dì thầm đến sớm quá rồi. Hiếu thủ nhìn đồng hồ lại nhìn dì thầm. Không sớm, không sớm. Cậu chủ nói từ nay cháu trai cùng tôi có thể ở đây để tiện làm việc chăm sóc nhau, cuối tuần có thể về nhà một lần. Đây là điều nên vui mới đúng, không sớm chút nào. Quả thật khi nhắc tới hồ cửu, dì thầm không tự chủ gọi anh là cậu chủ, một cậu chủ được sự kính trọng cùng tình thương từ tận tâm can bà. Tiểu hạ, sau này con khỏe hơn rồi, nhớ phải trả ơn cho cậu chủ đấy. Nói xong bà cười tươi, nếp nhăn trên khóe mắt càng hẳn rõ. Vâng, cháu biết. Tiểu hạ ngoan ngoãn gật đầu. Xem nào, đây là tiểu hạ đáng yêu sao? Qua ốm rồi, phải mập mạp có da thịt, vậy mới đáng yêu. Hữu thủ cười cười nhìn đứa bé trước mặt, bộ dáng ốm yếu kia làm cho anh ta có chút thương cảm. Trên chiến trường, anh ta từng gặp những đứa bé bị kẻ thù bắt cầm súng chĩa về phía bọn họ. Những đứa bé ấy cũng rất đáng thương. Đi nào, anh Hồ Cửu đã chuẩn bị phòng cho mọi người, dù sao anh ấy cũng chỉ ở đây một thời gian sẽ đi. Có gì ở đây chăm lo, dọn dẹp, cũng xem như là chuyện tốt. Vừa dẫn dì thẩm cùng tiểu hạ lên tầng trên, hữu thủ vừa cười nói, đồng thời anh cũng giả vờ kéo sự tập trung của mình lên tiểu hạ, không muốn đối mặt nói chuyện với bạch thố, Tuy anh ta không rõ hôm qua đã có chuyện gì, nhưng những biểu hiện mà bạch thố ở cùng vương khiêm cũng đủ làm cho anh ta thất vọng. Và lại, tia sát khí thoáng qua kia, anh ta cũng cảm nhận rõ, chỉ là anh ta cố gắng tìm cớ cho bạch thố, cũng là cho lòng tin của anh ta. Hiện tại, hữu thủ không biết phải dùng thái độ nào đối mặt với cô ta. Vậy sau này, cậu chủ không ở đây nữa. Chúng tôi. Dì thầm nghe vậy thì hơi lo lắng. Không sao, Dì cùng tiểu hạ vẫn cứ ở đây thôi, dọn dẹp, giữ nơi này sạch sẽ. Không cho người lạ vào là được rồi. Hữu thủ nhìn dì thẩm, ánh mắt dì thẩm lóe lên tia kinh hỉ, lại có chút không tin được. Nhưng mà, tôi, mỗi tháng tiền lương sẽ chuyển vào tài khoản của dì, lương vẫn như cũ, sẽ có phụ cấp cùng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện tại. Hữu thủ nhìn sang tiểu hạ, trong lòng thầm ra quyết định. Tiểu hạ cũng sẽ được học ở trường tốt nhất hiện nay ở thành phố học phí được miễn đây xem như là đãi ngộ giữ chân người tốt như gì chăm cho cái biệt thự này đi nói xong hữu thủ cười cười nhìn gì thẩm lại nhìn tiểu hạ cậu bé hơi ngớ người cảm thấy người đàn ông trước mặt này vô cùng tốt cậu lại có thể đi học rồi này quá nhiều rồi dù chỉ cần có lương tôi cũng không bỏ việc này dù sao cậu chủ cũng có ơn với tôi di thẩm dùng mép áo chấm chấm nước mắt chỉ trực trào ra dì à, căn biệt thự này rộng lắm đấy, và lại hàng tháng đều sẽ có người tới ở, gì có một mình dọn dẹp sẽ rất cực, nếu muốn cần thêm người phụ cứ đề xuất. Không không, tôi làm được, không cần thêm người. Dì thầm vội xua tay nói. Vậy tốt rồi. Hữu thủ dẫn dì thẩm tới căn phòng khá lớn ở gần cuối hành lang. Tiện nghi cùng bài trí của căn phòng không giống là cho người giúp việc ở. Đây, có nhầm không? Trước giờ dì thẩm chưa từng nhận đãi ngộ như thế này, có chút bất ngờ. Tiểu Hạ cũng cần không gian phát triển. Nhìn ánh mắt Tiểu Hạ đang trầm trồ ngắm nhìn, ánh mắt cùng vẻ mặt có bao nhiêu yêu thích đều hiện ra. Thật ra Hồ Cửu giao cho anh ta an bài việc của dì thẩm. Ban đầu, chính hữu thủ nghi ngờ dì thẩm chính là kẻ hai mang, lại cho rằng vì bà mà mọi thứ xáo trộn. Khi nhận ra sự thật, hữu thủ lại thấy Tiểu Hạ thì vô cùng áy náy, anh ta tự làm chủ dành những đãi ngộ tốt nhất cho dì thẩm. Nếu hồ cửu không trả thì anh trả đi, dù sao chút tiền đó anh ta cũng không thiếu. Di thầm đừng ngại, dù sao hữu thủ nói cũng đúng. Làm tốt công việc là được. Hồ cửu từ phòng đi ra, cũng nghe hết những gì hữu thủ sắp xếp, trong lòng cười thầm. Ánh mắt thì nhìn hữu thủ hơi hơi gật đầu. Di sắp xếp chỗ cho tiểu hạ một chút, sau đó cứ làm việc bình thường. Sau đó hồ cửu nói thêm. Hữu thủ theo tôi vào phòng. Anh ta chỉ biết cúi đầu đi theo. Mà phía dưới bếp, Bạch Thố thấy thái độ kia của hữu thủ, cũng thấy được dáng hồ cửu ở trên. Tay cô ta vô thức bóp chặt ly làm vỡ vụn, ánh mắt hiện lên tia không cam tâm. chương 167, sóng ngầm. Trong phòng của mình, hồ cửu vứt ra một tài liệu điều tra, mà tài liệu này chỉ liên quan đến Bạch Thố. Cậu xem đi. Hữu thủ nhìn qua, lại bất ngờ nhìn hồ cửu. Là thanh ngũ điều tra. Nhìn ánh mắt của hữu thủ, anh cũng hiểu được hữu thủ đang nghĩ gì dù gì anh ta cũng áp người bên cạnh hồ cửu nhiều năm sông pha chiến trận chưa hề thiếu anh ta bảo vệ hồ cửu cũng áp anh ta một lòng trung thành cũng là anh ấy tất nhiên hồ cửu hiểu rõ hiếu thủ là trung thành tận tâm trước giờ việc điều tra thông tin luôn là do anh ta đảm nhiệm hiện tại những thông tin này lại là do thanh ngũ điều tra ra ngài không tin tưởng tôi nữa sao hiếu thủ hơi bối rối giọng nói nghiêm nghị không còn dáng vẻ cười cợt như ngày thường không phải tôi không tin cậu, tôi tin cậu hay không cậu hiểu rõ nhất. Chỉ là lần này, tôi cần người khác làm điều này để cho cậu cùng tên Túc Chỉ ngốc nghếch kia nhìn rõ. Có đôi khi, chuyện không như chúng ta thấy, càng không như chúng ta muốn thấy. Hiểu không? Hồ Cửu Vỗ vỗ bả vai Hữu Thủ. Tôi, Hữu Thủ à, tôi hiểu cậu cùng Túc Chỉ là tận tâm một lòng, chính vì vậy tôi mới dùng cách trực tiếp thức tỉnh các cậu. Đôi khi người mà chúng ta cho rằng không thể chính là kẻ nguy hiểm nhất hồ cửu nhấn mạnh đây chính là ám chỉ bạch thố mà bên ngoài bạch thố cũng nghe rõ cô là đang nghe trộm bọn họ nói chuyện rõ ràng là phòng cách âm rất tốt nhưng bạch thố nghe rõ hơn ai hết vì cô đã cài thiết bị nghe lén trong phòng hồ cửu tôi hiểu ý ngài ánh mắt hữu thủ kiên quyết hơn túc trì hắn ta nếu như thế này sợ rằng hắn mất lòng tin với mọi người hữu thủ là đang lo lắng túc chỉ biết chuyện thì sau này dù là ai tên ngốc ấy cũng sẽ nghi ngờ. Tính cách này của túc chỉ ai mà không rõ chứ? Một lần rắn cắn ngàn năm sợ dây thừng. Tôi có cách, cậu yên tâm. Sau khi bạch thố nghe xong thì nở nụ cười, ánh mắt lạnh đi vài phần, cô ta kiên quyết lợi dụng túc chỉ. Nhưng điều bất ngờ hơn còn đợi bạch thố phía sau. Vương khiêm thế nào rồi? Hồ cửu hỏi. Tối qua tôi đã cứu anh ta, cũng tiện tay giúp anh ta giải quyết hậu họa người phụ nữ kia đã tra ra là ai chứ hồ cửu ý ám chỉ vị thẩm tiểu thư kia ánh mắt đó hồ cửu cảm nhận khá quen thuộc nhưng anh lại không nhớ là từng gặp cô ta cô ta chính là một thúy lan Hửm chính là bị thẩm thanh hương lôi kéo thay thẩm ra làm việc kia cũng có dấu vết do bà ta sắp xếp hiếu thủ sau khi cả đêm điều tra cũng tra rõ phải nói trong thẩm ra nếu là thẩm lương xem như cũng có tiếng nói trong nhà địa vị cũng được gọi là cao nhưng người chân chính có thể xoay chuyển trèo lái mọi thứ lại là thẩm thanh hương mà bên trần gia trần nghĩa kia cũng không tới mức quá khôn khéo chỉ là sau lưng có người vợ là thẩm thanh hương kia an bài mọi thứ ồ thầm ra lại là do thẩm thanh hương chủ trì cơ đấy hồ cửu cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào tuy là cách thức có hơi cũ nhưng hiệu quả đạt được khá tốt Bốn tên kia thế nào? Tôi đã để họ lên trang báo sáng nay sớm nhất rồi. Dù sao thì cũng không nên giữ những kẻ đó. Làm tốt. Hồ Cửu rất hài lòng với cách làm việc của hữu thủ. Quả thật, tờ nhật báo buổi sáng đó có hình cùng tin về bốn tên quan chức trẻ kia có hành vi không đứng đắn. Ngay lập tức nội các triệu tập cuộc họp, mà người đứng ra chủ trì và quyết định chính là Vương Khiêm. Không cần nghĩ cũng biết hậu quả bốn tên kia nhận lấy là gì rồi nhưng mà ngài vẫn giữ bạch thố chuyện đó tôi tự có cách xử lý đừng lo lắng nói xong hồ cửu cười cười nhìn về phía giá sách nơi đó chính là nơi đặt máy nghe lén của bạch thố hữu thủ nhìn theo ánh mắt của hồ cửu cũng không thấy gì nhưng anh ta biết hồ cửu không tự dưng lại nhìn ánh mắt như thế anh ta lại gần nhìn kỹ hơn một chút có một ánh đèn nhỏ xíu có lẽ nếu không lại gần nhìn kỹ thì chẳng ai để ý được kia hồ cửu ra hiệu hữu thủ yên lặng nhìn thấy vậy hữu thủ cũng hợp tác nghe theo chuyện kia tôi cũng làm xong vậy tiếp theo cần làm gì chúng ta cần đến phía đông mở ra cánh cửa kia thôi dù sao cũng đủ đồ vật rồi không nên chậm trễ nghe vậy hữu thủ hơi nhíu mày chuyện cánh cửa cùng kho báu mà bạch ra chấn giữ đều liên quan đến nhau nhưng các cổ vật để mở cánh cửa kia ra thật sự hồ cửu chỉ giữ có hai còn một thứ nữa chính là chấn hồn thuật vẫn chưa về tay sao có thể gọi là đủ nhìn máy nghe lén kia, hữu thủ vẫn phối hợp vô cùng tốt. Vâng, tôi đi làm ngay. Mà trên bàn, Hồ Cửu lại yêu cầu anh ta điều tra thẩm Thanh Hương cùng chuyện năm xưa của Hồ gia. Thật ra trước đó Túc Trì cũng đã tra ra chút manh mối, nhưng đều bị đứt đoạn, lần này phải tra ra. Bên Thanh Ngũ ở phía Đông lại nổi lên sóng gió, tuy bắt được Hồ Lâm nhưng lại không thể đưa về phía Bắc, vì dường như có một thế lực ngăn cản bọn họ. Dù sao Hồ Cửu vẫn muốn giữ mạng cho Hồ Lâm nên tạm để ông ta ở lại phía đông, Thanh Ngũ canh giữ ở đó chờ anh tới. Vừa lúc nhận tin ở Thanh Ngũ thì Lão Lý cũng đã đến căn cứ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng như gặp phải chuyện gì. Hoàng đàn ở thành phố ra truyền tin đến. Vẻ mặt Lão Lý hơi khó xử, không biết nói như thế nào. Có gì cứ nói thẳng. Dạo gần đây tôi cảm thấy mọi người sao lại lắm chuyện khó nói vậy chứ. Hồ Cửu cảm thán, từ khí nào mà mọi người cứ hở ra có chuyện gì lại nhìn thái độ của anh chứ? Anh cũng có phải sư tử ăn thịt người đâu. Lục Thạc chuẩn bị kết hôn. Kiếu Thủ nghe lão Lý nói xong thì quăng cho ông một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Lão Lý nhíu mày. Mọi người đi làm việc của mình đi. Tuy thái độ bình thường nhưng Hữu Thủ cảm nhận rõ, dường như Hồ Cửu có chút mất mát. Long chủ, ngài không hỏi chú rể là ai sao? Quan trọng sao? Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ chương 168, đánh nhanh rút nhanh. Lão Lý nghe được câu hỏi ngớ ngẩn của hữu thủ thì quăng một ánh mắt khinh thường cho hữu thủ. Anh ta nhìn thấy ánh mắt Lão Lý thì hơi rụt cổ. Quả thực người tò mò là anh ta nha. Trong nội các có gì mới? Các phe phái dường như đang dần thay đổi. Lão Lý nghiêm túc báo lại, cứ như ông ta chưa từng báo chuyện trước đó vậy. Nhìn thái độ cả hai vậy, hữu thủ cảm thấy cả hai quá mức giả tạo, gì mà nội các chứ? không bằng đi xem lục thạc chuẩn bị kết hôn cùng ai thay đổi thế nào sẵn tiện ông cảm thấy vương khiêm là người thế nào hồ cửu nhắc tới vương khiêm làm cho cả hữu thủ cùng lão lý hơi bất ngờ có thể nói là có tài có bảo thủ chỉ là tính tình này sợ là sợ là không cứng quá sẽ gấy đúng không lão lý nghe vậy thì gật đầu nhìn hồ cửu ông đi theo chiến thần cũng không lâu lắm nhưng qua tiếp xúc ông thấy rõ chưa xét tới năng lực cùng thực lực thì ánh mắt nhìn người của hồ cửu vô cùng tốt có thể phân định được cũng có thể thấy rõ nội bộ trong nội các ban chính trị có vấn đề trần gia trả lời thế nào hồ cửu chợt nghĩ tới trần nghĩa cùng thẩm thanh hương họ vẫn còn lưỡng lự do ông chưa có vị trí vững chắc hồ cửu nhìn ông ta cười ẩn ý ý ngài là nếu ông là người đứng đầu ban chính trị thì sẽ khác nhìn vào góc khuất giá sách hồ cửu cười nói tôi sợ là ông không tin vào bản thân ánh mắt lão lý hơi do dự hồ cửu nhìn thấy rõ ràng nhất thật ra tôi chỉ là một con cá ở ao hồ hiện tại ra biển lớn cũng có chút chơi với lão lý thành thật nói ông ta cảm nhận rõ ràng ở đây tranh đấu nội bộ vô cùng khắc nghiệt ở thành phố ra bên kia suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân lợi ích gia tộc nhưng ở đây không chỉ có vậy những thứ lợi ích kia còn nhiều hơn Khó nói hơn, mà đám lão già ở các gia tộc lớn nhúng tay khá sâu vào nội các. Cho nên khi lão Lý vào vị trí hiện tại thì có chút bấp binh, cũng vì ông ta có chút khôn vật, lại có kinh nghiệm phong phú cho nên nhiều lần cũng xem như có thành tựu. Nếu như không có trợ lực từ Hồ Cửu, e rằng lão Lý cũng không chống đỡ được tới giờ. Tôi sẽ để Vương Lam ứng về đây, hỗ trợ ông. Hồ Cửu nhìn lão Lý cười rồi nói. Quả thật Hồ Cửu thừa biết Bạch Thố nghe lén nhưng cũng không ngại. Anh lần này muốn cho Bạch Thấu cùng gia tộc bí ẩn kia biết rõ. Nếu như anh đã muốn, thì dù bọn họ biết thì đã sao? Cái bọn họ làm được chỉ có âm mưu kế bẩn, còn thứ anh cần thật sự chính là thực lực chân chính. Chỉ có thực lực chân chính thì những mưu hèn kế bẩn kia có là gì? Vô nghĩa. Anh sẽ cho bọn họ thấy cái gì gọi là thực lực chân chính, cái gì gọi là họ có muốn cũng không có được. Mà lão Lý vì vừa vào báo cáo gấp nên cũng không biết là trong phòng có máy nghe lén. Lão Lý, lâu rồi chúng ta không hàn huyên, xem ra cũng nhớ ông nha. Chúng ta đi uống nước một chút, tôi có chuyện cần ý kiến của ông. Hữu thủ lên tiếng ngăn lại hai người tiếp tục nói sâu. Nhìn Hữu thủ, Hồ Cửu chỉ cười, sao anh lại không biết Hữu thủ là đang lo sợ bên kia nghe lén mọi thứ. Lão Lý thì nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, có chút quái dị. Chúng ta thân nhau lắm sao? Nhìn ánh mắt của Hữu thủ, thì lão Lý hơi có chút hoài nghi không thân thì giờ thân, không sao, đi thôi. Vốn lão Lý làm gì cũng nghiêm túc, xem như cũng có chút tuổi, cho nên với hành vi lôi kéo của hữu thủ cũng không vui vẻ gì. Ông đi với cậu ta đi, cố gắng cho cậu ta hiểu cái gì gọi là nhân sinh. Hồ Cửu nói xong thì cười ẩn ý. Mà lão Lý lại càng mơ hồ, tại sao hôm nay cả hai người này lại lạ vậy thứ? Ông cũng có nói gì khác lạ sao? ngoài chuyện lục thạc vợ cũ của chiến thần chuẩn bị kết hôn thì có gì đâu chứ nếu hồ cửu không để ý tại sao hữu thủ lại có thái độ khó hiểu thế này đi nhanh nào nói xong hữu thủ nháy mắt với lão lý ông ta như hiểu ra có ẩn tình cũng theo hữu thủ lên xe có chuyện gì lão lý nhíu mày hỏi chờ một chút lên xe rồi còn có gì sao lão lý bất mãn hỏi còn hữu thủ sau khi lái xe một vòng khá xa đứng lại ở một nơi khá vắng Tìm kỹ càng một lượt, chắc chắn trên xe không có thiết bị gì lạ thì mới thở phào. Trong phòng long chủ có máy nghe lén. Sao cơ? Vậy mọi chuyện lúc nãy người kia đều nghe thấy? Hiếu thủ gật đầu giải thích. Có biết ai là người làm, nếu đã biết sao lại không nói tôi? Nhìn Hiếu thủ, lão lý lại lớn tiếng chất vấn anh ta. Ý của long chủ, tôi làm gì được? Vậy ai là chuột? Lão lý nhíu mày hỏi đừng nói với tôi là cậu không biết nhớ lại sự việc vừa rồi với thái độ kia của hồ cửu cùng hữu thủ thì ông ta lại cảm thấy cả hai đều đã biết nói cho tôi biết lục thạc kết hôn với ai hữu thủ lại hỏi một câu không có ý nghĩa gì long chủ còn không quan tâm cậu lo gì chứ thật sự lão lý cũng lấy làm lạ ông cũng biết tình cảm hồ cửu cùng lục thạc cũng biết rõ tình cảm bạch thố dành cho hồ cửu nhưng khi nghe lục thạc kết hôn long chủ lại tỏ ra quá bình thường đây có lẽ là điều bất thường nhất nói cho tôi biết chú rể tôi nói ông biết chuột là ai nhìn bộ dạng con nít của hữu thủ lão lý có chút đau đầu làm sao một chiến thần uy danh đỉnh đỉnh lại có thể thu nạp cậu chứ lão lý nói xong thì lắc lắc đầu vậy xuống xe xung quanh đây chính là đồng không mông quạch làm gì có xe qua lại xuống đây thì làm gì bắt xe về được chứ đi bộ sao lão Lý cảm thấy hữu thủ đây là cố ý tính toán ông. chương 169, chú rể là ai? Lão Lý ung dung nhắm mắt định thần, cũng không thèm nói chuyện với hữu thủ, trước giờ ông ta là kẻ không dễ thỏa hiệp. Chỉ là một cái tên mà thôi, ông có cần như thế không? Ông không nói tôi sẽ tự điều tra. Hữu thủ có nói thế nào thì đáp lại anh ta vẫn chỉ có sự im lặng. Ông không muốn biết ai là, chuột sao? Lúc này lão Lý mở mắt ra, Hữu thủ cảm thấy đã đánh trúng trọng điểm rồi. Ông nói cho tôi biết chú rể là ai thôi, tôi sẽ nói ông biết ai là chuột." Trong nháy mắt, lão Lý lóe lên tia âm mưu đùa giỡn Hữu thủ. "Chẳng phải Hồ Cửu nói rõ, phải dạy cho tên nhãi này biết thế nào là nhân sinh sao?" "Cậu chắc chắn là muốn biết." "Tôi muốn biết." Hữu thủ gật đầu chắc chắn. Lão Lý nhìn Hữu thủ thật lâu, sau đó cũng hiểu tại sao Hồ Cửu lại nói câu kia anh chàng này có lý tưởng có nhiệt huyết có lẽ ở quân doanh quá lâu khi được quay lại nơi đây anh ta quá mức phấn khích từ một người trầm tĩnh lại trở nên nói nhiều như thế lại còn nhiều chuyện thế này đây mà quan trọng nhất có lẽ lúc này anh ta đã chọc gì tới long chủ nếu không cũng sẽ không thuận thế để ông dạy anh ta biết cái gì gọi là nhân sinh nha hoàng đàn lão lý nói ra cái tên sau đó nhắm mắt một bộ nghiêm túc vô cùng không có gì là nói đùa cậu nên đưa tôi về nội các có lẽ tôi cần đến trần gia chậm trễ thì không tốt lắm được dù sao cũng là công việc hữu thủ chưa bao giờ chậm trễ huống hồ ở đây chỉ là chỗ tiện để anh ta kiểm tra mà thôi anh ta cũng không có ý vứt lão lý ở đây nhưng cái tên hoàng đàn làm hữu thủ không biết nói sao tại sao lại là anh ta chứ hữu thủ lẩm bẩm nhìn thấy bộ dạng của hữu thủ lão lý âm thầm mỉm cười Cậu có thể tự đi hỏi Hoàng đàn, ý tôi là vậy." Nói xong ông ta lại nhắm mắt định thần. Mà Hữu thủ nghe xong thì vẫn chưa hết bàng hoàng, chú rể sao có thể là Hoàng đàn chứ? Sau khi để lão Lý ở lại Trần ra, Hữu thủ cũng không thèm quan tâm xem lão Lý sẽ về bằng phương tiện gì, cứ thế phóng xe thẳng. Đúng vậy, anh ta thực sự đến sân bay muốn về thành phố ra hỏi rõ. Rõ ràng Hoàng đàn thừa biết Lục Thạc là tồn tại thế nào trong lòng Hồ Cửu lấy ai không lấy lại lấy vợ cũ của long chủ ngày sau nhìn mặt nhau thế nào chứ càng nghĩ hữu thủ càng thấy không cam tâm thay cho hồ cửu một chuyến bay quay về thành phố ra mà hoàng đàn lúc này hắt xì liên tục không lẽ cảm cúm sao hắn ta còn đang bận rộn dẹp đi những vật cản mà hồ cửu giao phó cứ thế hắt xì liên tục mà chờ đợi hắn lại là một cuộc oanh tạc của tên ma đầu ngáo ngơ hữu thủ cùng lúc này trong căn cứ hồ cửu cũng đã ra khỏi phòng anh ta nhìn Bạch Thố đang cúi đầu uống nước trong bếp, môi nhếch lên. "Còn muốn xuống bếp?" Hồ Cửu hỏi. "Em muốn nấu một ít. Bạch tiểu thư muốn về với ông nội, mẹ cô cùng em trai cô không?" Nhìn Bạch Thố, anh cười lạnh lên tiếng. "Anh không cần làm như vậy, có gì nói thẳng." Bạch Thố cũng không chịu đựng được dáng vẻ này của anh, quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng. Thật sự là một chiến thần khó gần, không chỉ vậy mà còn là sự kiêu ngạo nhạo báng nói thẳng với bạch tiểu thư có chút không quen lắm. anh nói xong ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô. bạch thố chợt chuột dạ cúi gằm xuống. đó không phải là ánh mắt từng nhìn cô. lúc còn ở núi hàng ít nhất hồ cửu cũng từng dùng ánh mắt ấm áp với cô. chỉ là phải nói thật lòng là bạch tiểu thư rất có năng lực, có tố chất. đây là lời khen thật lòng của hồ cửu nhưng khi vào tai bạch thố chính là sự chế giễu lớn nhất. anh đừng hiểu lầm. Tôi thật sự đang khen cô đấy." Nói xong anh cũng thoải mái hơn ngồi tựa sau ghế. Chỉ là không biết Bạch tiểu thư muốn ở đây để làm gì. Vì thứ cô cần kia, chắc chắn cô không có được. Hồ Cửu vẫn duy trì một nụ cười vô cùng thâm thúy. Tuy không nói gì hay tức giận với Bạch Thố, nhưng với cô ta thái độ này của anh còn hơn cả sự trừng phạt. Anh muốn đuổi em đi." Hồ Cửu không khẳng định cũng không phủ nhận. Dù sao anh có lời hứa bảo vệ Bạch Thố an toàn. Anh sẽ vẫn giữ lời, chỉ cần cô không tổn hại gì về thân thể là tốt rồi." Tùy Bạch tiểu thư suy nghĩ, dù sao cũng đã đến bước này, cô cần gì ở lại chịu khổ chứ? "Em chỉ muốn hỏi anh, anh có từng giây phút nào có chút tình cảm với em chưa?" Bạch Thố nghiêm túc nhìn Hồ Cửu, cô chờ đợi câu trả lời từ anh. Ánh mắt cô có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ đợi, Hồ Cửu thấy rõ. Trong lòng anh tự vấn bản thân có chút nào đó tình ý gì gì kia với người con gái này sao? Ngay từ đầu, người này đã mang tâm cơ, mục đích tuy không phải tiếp cận anh, cô cũng chỉ là xem như may mắn tiếp cận anh. Nhưng sự thật những gì Bạch Thố làm, chính là phản bội lại lòng tin của anh, kẻ phản bội thì không đáng thương. Chương 170, nhân sinh là gì? Hồ Cửu nhìn Bạch Thố, ánh mắt nghiêm túc hơn, không còn dáng vẻ như vừa rồi bạch tiểu thư thật ra tôi cũng không rõ bản thân có mấy phần tình ý gì đó với cô nữa chỉ là ngay lúc tôi yếu lòng cô có thể ở bên tôi mà dựa vào chút tình đó tôi từng nghĩ sẽ thử để cô bên cạnh xem sao cũng nghĩ cho cô một đời an yên nếu không thể có tình cảm gì với cô tôi cũng sẽ để cô tìm hạnh phúc dừng một chút hồ cửu nhấp một ngụm nước rồi nhìn ly thủy tinh trong veo thật đẹp bạch thố đang cố gắng tập trung cao độ nghe hết từng câu từng chữ của hồ cửu cô không muốn bản thân bỏ sót bất cứ từ nào của anh tôi không thể trả lời cô là tôi có gì đó với cô không nhưng tôi chắc chắn giây phút tôi yếu lòng tôi thấy cô cần mẫn bên tôi quan tâm tôi quả thật tôi có động lòng nghe đến đây bạch thố rơi nước mắt cô thầm nghĩ mình bỏ công sức xem như xứng đáng nhưng hồ cửu lại nói tiếp nhưng cô biết không tôi chợt nhận ra là tôi yêu khoảnh khắc đó tôi động lòng với hoàn cảnh đó tình cờ cô ở nơi đó trong thời điểm đó, trong không gian đó. Và tôi động lòng là với tất cả yếu tố đó, không phải là động lòng với cô, Bạch Thố." Hồ Cửu nhấn mạnh, anh đây là đang nói thật, dù biết Bạch Thố sẽ đau lòng nhưng có những chuyện cần nói rõ để có thể vạch rõ giới hạn. Tiếp sau đó, anh sẽ dùng thân phận Long chủ càn quét gia tộc Bí ẩn, mà Bạch Thố cũng sẽ đối đầu với anh. Từ giờ cứ thế vạch rõ ranh giới, chỉ có như vậy. Cũng là tốt nhất cho cả hai. Anh nói tóm lại anh không hề thích em dù chỉ một chút sao bạch thố ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh cô từng nghĩ cả anh và cô vì khác biệt thân phận vì đứng ở hai vị trí đối lập dù là thực sự cô có mục đích nhưng tình cảm của cô dành cho anh là thật là thật sự chân thành bạch thố cũng từng cảm nhận hồ cửu cũng có chút tình ý gì đó với mình nhưng hôm nay anh lại nói rõ ràng từng chút như vậy xem ra là cô tự đa tình tùy cô nghĩ thôi điều tôi cần nói cũng đã nói vậy cô nói xem với năng lực của cô cần gì giả vờ bị vây hãm trong kết giới của hoàng đàn cô nghĩ gia tộc bí ẩn đó còn tồn tại được bao lâu hồ cửu nói xong thì dồn dập chất vấn bạch thố không phải anh không nổi giận chỉ là anh tự nhủ cô không đáng nếu đã không đáng thì không cần phải khách khí với cô anh chỉ nợ cô một lời bảo vệ bình an vậy anh sẽ chỉ bảo vệ cô bình an không xoay không chuyển còn những vấn đề khác anh không can thiệp. Anh biết, làm sao có thế. Đừng quan tâm tôi biết gì và biết thế nào. Thứ cô quan tâm chính là, thông tin cô truyền đi kia, sẽ hại cả gia tộc mà cô đang muốn bảo vệ đấy. Nói xong hồ cửu bỏ đi. Nhưng có lẽ nghĩ gì đó, anh đứng lại, cũng không quay người lại. Cứ thế tuyệt tình mà nói. Tôi sẽ vẫn giữ lời, bảo vệ cô một đời an toàn. Cho nên nếu cô chọn quay về núi hàng, tôi sẽ để cô tự tại một đời nếu không thì sao bạch thố tuyệt vọng nước mắt cứ thế lăn dài mà cô cũng hiểu rõ hậu quả chỉ là muốn nghe từ miệng anh nói ra quả thật phụ nữ rất kỳ lạ rõ ràng yêu thương nhưng lại không buông được thứ khác rõ ràng là đã biết không thể vãn hồi lại cố chấp giữ lại rõ ràng là biết hồ cửu sẽ không cho cô câu trả lời cô muốn nhưng cô lại cố chấp muốn nghe anh trả lời cô sẽ vẫn an toàn một đời mọi thứ khác vẫn bị hủy diệt còn là hủy diệt trước mặt cô Hồ Cửu, anh đừng tự đắc, cả Đông Uy không phải chỉ có anh, đừng nghĩ bản thân có thể một tay che trời." Bạch Thố tức giận quát lớn. "Cha của cô cũng khá giỏi đấy, có con gái như cô, có lẽ ông ta rất tự hào. Còn lừa được cả lão Bạch. Cứ chờ xem." Nói xong Hồ Cửu bỏ đi, mặc kệ Bạch Thố đau lòng không chịu được. Nhưng hơn hết chính là sự hoảng loạn, Bạch Thố vô cùng hoảng loạn, tại sao Hồ Cửu lại biết cha mình chưa chết chứ? ánh mắt cô nhìn về phía bóng lưng anh, yêu hận lại còn có sợ hãi, Bạch Thố cảm thấy nếu cô không đi có lẽ cô sẽ bị bức điên mất. Mà lúc này khi Hồ Cửu vừa vạch rõ ranh giới với Bạch Thố thì Hữu Thủ đã tới thành phố ra. Chuyện đầu tiên anh ta làm chính là tới biệt thự phía Tây, gặp ngay Hoàng đàn. "Hữu Thủ, sao anh lại về rồi? Long chủ có gì giận dò sao?" Bốp. Chát. "Này thì giận dò." Hữu Thủ cũng không nói rõ ràng vừa thấy hoàng đàn đã nhào lên phát tiết đồ đốn mạt miệng chửi tay đánh đánh tới mức mọi người cũng không dám căn ngăn ai dám chứ thân thủ của hữu thủ mọi người còn lạ sao vào đó căn ngăn chi bằng tự tát bản thân còn đỡ đau hơn hoàng đàn vì bất ngờ bị đánh không có sự phòng bị nên mất thế chống trả nhịn đau chịu đòn vốn dĩ hắn ta còn không biết tại sao mình bị đánh này hự bình tĩnh bình tĩnh có gì, cũng phải nói. Hoàng đàn khó khăn lắm mới chống cự được mà nói. Còn muốn nói. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 171: Sự thật và dối trá. Thiếu thủ hiện tại làm sao nghe vô gì chứ, hồ cửu có thể vì hạnh phúc của Lục Thạc mà hy sinh tất cả. Thậm chí dù chú rể là ai cũng không bận tâm, xem ra hoàng đàn này nên đánh một trận mới hả dạ. Nhân lúc Long chủ không ở đây vậy mà dám gả gấm Lục Thạc này này anh phải nói nói rõ nói xong thì đánh thế nào cũng được hoàng đàn hết cách đành phải để cho hiếu thủ nói rõ nếu không hắn ta bị đánh chết còn không biết sao lại chết cũng nên còn hỏi sao mặt mũi mà hỏi tôi sao hiếu thủ hét lên hoàng đàn cùng những thuộc hạ khác không hiểu gì nhìn nhau có người còn nhìn hoàng đàn với ánh mắt nghi hoặc cứ như hắn ta làm gì mà giấu bọn họ nói rõ làm ơn nói rõ hoàng đàn cũng thật khổ tâm Hắn còn không biết mình làm gì sai, cũng không hiểu lý do gì mà bị đánh không thương tiếc thế này. Còn là hữu thủ đánh hắn nữa chứ. Được, hôm nay ông đây cho cậu biết, biết xong thì chịu khó ăn đòn. Hữu thủ gật gật đầu vơ lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt Hoàng đàn, vì bị đánh bất ngờ nên Hoàng đàn ở thế bị động, bị đánh bẹp dí dưới đất còn chưa đứng dậy được. Hoàng đàn, anh ở đây, Long chủ cần anh bảo vệ Lục Thạc. Anh đã làm gì hả? Nhìn Hoàng đàn anh ta tức giận chất vấn tôi vẫn bảo vệ lục tiểu thư bình thường cô ấy lông tóc không tổn hại chút nào nghe hữu thủ hỏi hoàng đàn mơ hồ không lẽ lục thạc có chuyện gì mà hắn không biết không thể hắn luôn cho người theo chân lục thạc sao lại có chuyện cô bị gì chứ tốt bảo vệ rất tốt hữu thủ cười lớn mỉa mai bảo vệ lông tóc không tổn là bảo vệ luôn người ta còn kết hôn sao nghĩ vậy hữu thủ càng quỷ dị hơn dữ tợn hơn hồ cửu không làm gì được thì hôm nay có quậy nát thành phố ra anh cũng muốn đòi công đạo cho hồ cửu người anh em à có gì nói thẳng đi có được không đừng có như thế tim tôi không chịu nổi rồi hoàng đàn khổ sở cầu xin quả thực hữu thủ đánh rất đau còn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh muốn hắn tuyệt tự sao hắn còn chưa vợ đó hừ nói rõ muốn tôi nói rõ cái gì nói vậy còn chưa rõ sao hữu thủ là chướng mắt sự giả vờ của hoàng đàn cứ như ngây thơ không biết gì ấy. Cũng không phải Bạch Thố, sao tên này diễn trò giỏi vậy nhỉ? Lại nghĩ tới Bạch Thố lừa gạt mọi người, còn có hoàng đàn giả vờ không biết, cơn giận của hữu thủ xem như tìm được chỗ chút. Anh ta trực tiếp thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bao nhiêu quyền lực đều chút lên người hoàng đàn. Mà hoàng đàn sau lần đầu bị đánh bầm dập, bây giờ đã có chút phòng vệ, nên cũng tránh được vài đòn. Chỉ là vài đòn mà thôi, sao hắn ta có thể tránh được cơn giận của hữu thủ này này nói rõ rõ ràng chút này thì rõ bốp rõ này hữu thủ làm sao còn nghe được hoàng đàn nói chứ bây giờ chỉ cần xả giận là được khi hoàng đàn muốn thở dốc cả người toàn là vết thương thì không thể chịu nổi nữa dừng lại hữu thủ đừng ỉ là người bên cạnh long chủ thì muốn làm gì làm tôi làm gì sai mà cậu đánh tôi chứ hắn quát lớn thực sự là quá mức tuổi thân hắn còn chưa biết đầu đuôi thế nào lại bị đánh như vậy còn là trước mặt thuộc hạ mất mặt quá mà cùng lắm tôi sống chết với cậu nhưng nói rõ nói rõ đi tôi chết còn biết lý do tuy là bị đánh đau nhưng hoàng đàn biết rõ hiếu thủ cũng khá nương tay hiếu thủ cũng chỉ dùng lực vừa đủ làm hoàng đàn đau mà thôi hừ lại hỏi sao dạo này nhiều người thích giả nai thế nhỉ bắt chen hay gì thế Hiếu thủ xoa xoa tay, cảm thấy muốn đánh tiếp. "Này, cậu nói rõ cho tôi, nói huỵch toẹt ra cho tôi." Hoàng đàn sợ hãi, không muốn lại bị đánh. "Được, được lắm. Nói cho tôi biết, làm thế nào mà từ bảo vệ Lục Thạc, cậu lại trở thành chú rể của Lục Thạc?" Nghe Hiếu thủ nói xong, Hoàng đàn ngớ người, "Gì mà chú rể? Sao lại là Lục Thạc?" Dừng một chút, "Có gì đó sai sai ở đây này. Chú rể của Lục Thạc?" Hoàng đàn còn chưa hiểu chuyện gì, thì hữu thủ đã vả cho một cái thật đau vào mặt. Tỉnh chưa, còn gì để nói, tôi cho cậu nói hết trước khi. Dừng, lục thạc quả thật chuẩn bị kết hôn, tôi cũng có đối tượng kết hôn. Nhưng không phải là lục thạc. Hữu thủ nghe Hoàng đàn nói còn cho rằng anh ta chống chế. Đừng giả vờ trước mặt tôi. Khi anh ta định đánh thì Hoàng đàn lấy ngay thiệp cưới giơ ra. Nhìn, nhìn đi, tên chú rể là ai? Hiếu thủ nhíu mày nhìn vào tấm thiệp màu xanh cốm kia, cảm giác có chút quen mắt. Nhưng khi nhìn đến tên chú rể, anh ta vô cùng bất ngờ, hết nhìn tấm thiệp lại nhìn sang hoàng đàn. Sao, sao thế này? Sao trang gì chứ? Ai bảo anh tôi là chú rể chứ? Hiếu thủ nhớ lại vẻ mặt lão Lý, lại biết ngay là mình bị lão ta chơi xỏ. Tôi, tôi xin lỗi. Nhìn kia, chỉ là tập võ cùng nhau, cậu xem sao lại yếu thế kia? nhìn hoàng đàn cả người thương tích, hữu thủ ái náy, gãi đầu rồi nói tránh chuyện khác. Đừng, nói rõ, ai là người nói chuyện vô lý kia, còn có, anh chưa nói gì đã đánh tôi là thế nào hả? Không thể nói một câu tử tế được à? Hoàng đàn quả thực rất tức giận. Đang yên đang lành lại bị đánh, chương 172, đám cưới lục thạc. Hữu thủ nhìn bộ dạng của hoàng đàn thì có hơi ái náy. Nhưng rất nhanh lại nhớ tới dáng vẻ đầy, uy tín của lão Lý thì tự nhiên biết, bản thân ngây thơ tới mức nào. Người anh em, xem như tôi sai." Hiếu thủ cười cười làm hòa. "Anh nói một câu sai là xong sao? Nhìn đi, tôi có chỗ nào lành lặn không?" Hoàng đàn tức giận không thôi, nhưng cử động một chút lại bị động tới vết thương vừa bị đánh. "Đứng đó làm gì, thấy tôi đánh anh ta sao các người không can chứ?" Nhìn đám thuộc hạ xung quanh chỉ biết đứng nhìn, Hiếu thủ giận cá chém thất. "Hiếu thủ, càng ngày cậu càng giống côn đồ rồi." Hoàng đàn nhìn dáng vẻ lúc này của anh ta, lại cảm thán. Lúc trước khi gặp hiếu thủ, rõ ràng là một người vô cùng chính chắn, có chút ít nói. Chỉ là hiện tại, không còn bộ dạng đó nữa, gì mà quân nhân chân chính, nhìn hiếu thủ không hề giống chút nào. Đây xem như là thích ứng đi. Hiếu thủ cũng không cảm thấy đó là chuyện không tốt. Từ khi hồ cửu nhận vị trí long chủ, thế lực khuếch trương tới mức đáng sợ, hiếu thủ luôn phải ra mặt làm việc thay hồ cửu đám người đó có ai mà không gian manh xảo trá, ai mà không hôn đản. Anh ta phải dùng thái độ nào để xử lý đây? Với đám côn đồ thì mình phải côn đồ hơn, với kẻ biến thái phải biến thái hơn, đó chính là cách để có thể sinh tồn. Mà Hồ Cửu cũng từng dạy anh, từng chuyện có thể linh động, tâm chúng ta không vướng là được. Nên các hình tượng khí chất quân nhân gì đó thì có sao? Sự thật hữu thủ vẫn là một đại tướng uy danh đỉnh đỉnh, không ai chối cãi được anh nên học hỏi tôi thì hơn. Nói xong hữu thủ nhanh chóng nhìn quanh, lại nhìn tới tấm thiệp, có chút suy nghĩ. Cậu chắc chắn lục thạc cưới là hào danh đạt. Hữu thủ có chút không tin. Tôi có thể gạt cậu, nhưng tấm thiệp đó gạt được cậu sao? Nhìn vẻ mặt của hữu thủ, hoàng đàn vô cùng coi thường. Định lực quá kém. Này cũng không thể trách hữu thủ, dù sao hào danh đạt là do hữu thủ mua lại tập đoàn người ta, còn để người này chú ý tới lục thạc vậy mà nhiều ngày qua quá bận rộn anh ta cũng không hề hỏi tới một phần có hoàng đàn chấn giữ ở đây hữu thủ cũng có chủ quan tôi đi tìm hắn ta nghe hữu thủ nói vậy hoàng đàn giật mình chịu đau kéo anh ta lại ôi ông anh của tôi ơi đừng có tới đánh họ như tôi chứ xin anh đó lục thạc cũng ly hôn cùng long chủ rồi xem như cô ta có phúc mà không biết hưởng đi cần gì phải để trong lòng như thế chứ thật sự nếu hữu thủ mà đánh tên kia có lẽ lục thạc tìm hồ cửu chất vấn vậy thì xong bọn họ rồi dù là chỉ đi theo hồ cửu có thời gian không lâu nhưng hắn hiểu rõ tính cách hồ cửu dù là ly hôn thì sao lục thạc vẫn được sự bảo hộ của hồ cửu còn có trước khi đi về phương bắc thì hồ cửu cũng dặn dò anh phải để tâm không để lục thạc chịu bất cứ tổn thất nào hiếu thủ mà quậy lên thế này thì xong đời hắn rồi hừ nếu là kết hôn với người khác tôi không nói làm gì tôi mặc kệ hữu thủ tức giận muốn đi. Nhưng Hoàng đàn dùng hết sức ôm hắn lại thật chặt. Đứng đó nhìn làm gì, lôi cậu ta vào trong, nhanh lên. Vừa ôm vừa gào đám người đang đứng xem chuyện hay. Cả đám người mới giật mình, nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực kéo hữu thủ vào trong căn cứ. Đóng cưa, khóa lại cho tôi. Hoàng đàn hết lên. Sau khi mọi người khóa cửa lại, trong phòng chỉ còn Hoàng đàn cùng hữu thủ. Cậu bình tĩnh lại cho tôi dù gì gió là vợ của long chủ ngài ấy không nói gì thì thôi cậu lại không lẽ cậu có ý gì hoàng đàn thật ra biết hiếu thủ chỉ là bức xúc thay cho hồ cửu nhưng nếu không khích bác anh ta thì e rằng án mạng xảy ra rồi nhìn đi hoàng đàn còn bị anh ta đánh cho không chỗ lành lặn anh tưởng khóa tôi ở đây là tôi không làm gì được không tôi cần cậu bình tĩnh hoàng đàn thở dài cuối cùng cũng ngồi xuống hiếu thủ dù là ai long chủ không nói gì vẫn là chúng ta cứ lơ đi nhìn hữu thủ như vậy hoàng đàn có chút thở dài cảm thấy nhân sinh này thật vi diệu long chủ còn chưa mở lời thuộc hạ đã đi đánh người nhưng hắn ta là do tôi cất nhắc là do tôi giao cho hắn chiếu cố lục thạc ai ngờ bộ dạng hữu thủ bây giờ chính là tự trách không trách cậu được chuyện đó chúng ta ai cũng không xen vào được đừng có như thế hoàng đàn lúc này cũng hiểu tại sao hữu thủ lại tức giận đến vậy huống hồ nhìn hữu thủ một chút hoàng đàn cũng muốn khuyên tiếp tốt nhất nên chúc phúc cho họ dù sao lục thạc không hạnh phúc long chủ cũng sẽ không vui chúc phúc hữu thủ tuy đã bình tĩnh hơn nhưng cũng không muốn chúc phúc cho kẻ cướp đi người mà long chủ yêu thương dù anh ta có không thích lục thạc là thật nhưng đó vẫn là người phụ nữ của long chủ tôi vẫn muốn gặp hắn một lần dù sao tôi cũng có vài việc cần làm rõ hoàng đàn nghe vậy thì thở dài cậu quá cố chấp lúc này hữu thủ nhận được điện thoại từ hồ cửu còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã lên tiếng nếu cậu đã ở thành phố ra thì tốt rồi ngày mai tôi sẽ tới chuẩn bị quà cưới đi tối mai sẽ tham gia lễ cưới quà cưới anh từ khi nào cậu lại cãi lời tôi rồi giọng nói lạnh lùng của hồ cửu làm cho hữu thủ tỉnh hơn Quà thế nào? Tuy là đồng ý chuẩn bị quà, nhưng thái độ của anh ta vẫn hơi khó chịu. Tôi muốn món quà có thể đảm bảo cho họ một đời bình an, không bị cuốn vào tranh đấu. Kia! Hữu thủ hơi trần chừ. Trước khi tôi tới thành phố ra, tôi muốn cậu chuẩn bị xong. Còn có, tham gia lễ cưới của họ xong, tôi muốn về núi hàng một chút. Sau đó sẽ đến phương đông. Nghe vậy thì hữu thủ cảm thấy quá gấp gáp. Mà bên này Hồ Cửu đã có đầy đủ thông tin, kế hoạch cũng đã mở ra, anh cần nhanh chóng dọn sạch phương Bắc để đến phương Đông. Nhưng đám cười lục thạc anh cũng không thể không dự, chương 173, đám cưới lục thạc 2. hiếu thủ cảm thấy quá mức mơ hồ, món quà có thể đảm bảo họ một đời bình an sao? hiếu thủ, còn nghe chứ? Hồ Cửu cảm nhận được sự im lặng bất thường từ hiếu thủ. Nhưng sao ngài biết tôi ở thành phố ra? Chợt! hiếu thủ nhớ ra, Lúc anh ta đi không ai biết được, sao Hồ Cửu có thể biết được chứ? Động não chút nào, lúc đó cậu đi cùng ai? Nhớ phải chuẩn bị quà trước khi tôi tới, cần thì nhờ Hoàng đàn trợ giúp. Nói xong Hồ Cửu cúp máy, cũng không để Hữu thủ nói gì. Mà Hoàng đàn ở cạnh Hữu thủ đã nghe rõ nội dung giữa hai người. Nhìn dáng vẻ của Hữu thủ, lại nhớ tới lời lúc nãy, Hoàng đàn rất nhanh nhận ra vấn đề. Trước khi tới đây cậu gặp ai? Lão Lý là ông ta nói tôi chính là chú rể hoàng đàn hiểu ngay vấn đề này hiếu thủ gật gật tỏ vẻ đồng ý hai tôi không biết nên nói với cậu thế nào đây nói xong hoàng đàn ra hiệu cho người bên ngoài mở cửa cậu nên đi tìm hào danh đạt đi hiếu thủ không hiểu ý của hoàng đàn không sợ tôi giết anh ta cậu dám sao tôi lại không dám hiếu thủ trợn mắt nói thấy bộ dạng cố chấp của hiếu thủ hắn ta nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm quả thật thì hữu thủ thật sự không dám vì sao ư hồ cửu giao cho anh tìm món quà có thể đảm bảo một đời hạnh phúc của cả hai kia là muốn nói hào danh đạt có tốt thì lục thạc mới tốt vậy hắn ta có chuyện có phải lục thạc sẽ không hạnh phúc đôi khi thông minh quá sẽ bị thiệt hữu thủ nhìn hoàng đàn rồi đi không quên bỏ lại một câu chờ khi hữu thủ đi rồi hoàng đàn nhìn theo bóng lưng anh ta cảm thấy vẫn nên đi theo mới yên tâm được. Biệt thự Nhật Hạ, Lục chỉ cùng Lục Thạc đang tất bật chọn để co trang trí cho lễ cưới, cả hai vô cùng hài lòng với hôn sự này. Một, cha, nhìn xem, kiểu này khá đẹp, sang trọng lại khô quá xến. Lục Thạc vừa chỉ vào cuốn Catolo, vừa cười nói, nụ cười rạng rỡ đủ biết cô có bao nhiêu hạnh phúc. Được, con thích là được. Nhìn con gái hạnh phúc như thế làm gì có người cha nào không vui chứ cuống hồ con rể tương lai của ông lại là tổng giám đốc của tập đoàn sunny con gái lại tài giỏi làm phó tổng giám đốc còn gì mà không viên mãn chứ hào tổng không nói gì sao con nên hỏi ý kiến cậu ta chứ anh ấy nói chỉ cần con thích là được lục thạc nghĩ tới dáng vẻ của hào danh đạt vừa ấm áp vừa ôn nhu lại có sự nghiệp nhiều lần vì cô mà xả thân cứu giúp sao cô lại không động lòng chứ một người có lòng như vậy sao cô lại không hạnh phúc con bên kia có nói với hồ cửu không lục chỉ nhìn lục thạc hơi ngập ngừng hỏi nhìn dáng vẻ của cha mình lục thạc cũng hiểu được ý cha nói là ai con cũng chưa nói nhưng cũng có gửi thiệp mời tới hoàng tổng con nghĩ trước sau gì anh ta cũng biết vả lại dù sao mời tới cũng khó xử cho cả hai tốt nhất là thôi lục thạc suy nghĩ rồi nói nhưng mà cũng nên ngỏ lời đi hay không là chuyện của hồ cửu chứ dáng vẻ của lục chỉ có chút trầm ngâm là đàn ông ông cũng hiểu rõ chuyện bị vợ bỏ cũng là chuyện không vui nhìn thấy vợ cũ bên cạnh người khác có khả năng hơn mình cũng xem như đả kích nhưng mà nếu không nói thì có chút quá vô tình cha à cha xem đi nếu như mà mời anh ấy con sợ anh ấy sẽ tổn thương dù sao hào tổng lục thạc nghĩ một chút rồi nói nghe con gái nói vậy lục thạc thấy có lý bên ngoài có chuông cửa Lục Thạc cho rằng hào danh đạt đến nên nhanh chóng mở cửa. Dù sao hắn ta cũng hẹn cô sẽ tới cùng cô chọn vài phụ kiện trang trí. "Là anh?" Nhìn người trước mặt Lục Thạc vô cùng bất ngờ. "Không mời anh vào nhà." Hồ Cửu chỉ cười cười rồi hỏi, "Thật ra anh dự định ngày mai sẽ bay chuyến sớm về thành phố ra. Chỉ là, có hơi nôn nóng một chút, dù anh có lạnh nhạt đến đâu đi nữa khi nhắc đến Lục Thạc thì anh lại không tự chủ mà nôn nao." hỏi anh lục thạc cưới anh buồn không ư có chứ nhưng anh biết đó là chuyện sớm muộn không chỉ là hơi bất ngờ anh vào nhà đi lục thạc hơi sượng một chút dù sao bản thân cô cũng là người khó đối mặt với anh ngồi đi lục thạc có vẻ không vui nói nhìn thấy người tới lục chỉ có chút mong chờ hồ cửu là cậu chào cha cha khỏe chứ hồ cửu thoải mái cười nói hỏi thăm giống như không có chuyện gì nghe sương hô cha, lục chỉ có hơi ái ngại. Cha đừng ngại, dù sao con trước giờ một mình, cho nên con với lục thạc không còn là vợ chồng, thì con vẫn xem cha là cha. Hồ Cửu rõ ràng nói, cũng không muốn ai phải khó xử. Được, lục chỉ gật đầu đồng ý. Em chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Có khó khăn gì không? Cần tôi giúp gì không? Nhìn lục thạc, anh có chút hơi nhớ lại ngày trước. Người con gái này sắp thành vợ của người khác rồi sao? cũng, không có gì. Hào tổng cũng là người có danh tiếng, còn sự nghiệp. Cho nên mọi thứ anh ấy đều lo cho tôi rồi. Lục Thạc ban đầu hơi ái ngại, sau cũng thoải mái hơn. Cô tự nhủ dù sao chỉ là vợ chồng cũ mà thôi, hiện tại cũng không còn gì, mà chuyện cô cùng Hồ Cửu ly hôn cả thành phố ra ai cũng biết, còn gì mà giấu chứ. Vậy thì có gì mà ngại? Nghĩ vậy cô tự tin hơn hẳn. Ngày mai anh sẽ đến dự đám cưới em, cũng sẽ tặng em một món quà. Xem như chúc phúc. Anh không cần đến." Lục Thạc vội nói, chương 174, đám cưới Lục Thạc ba. Lục Thạc cảm nhận được phản ứng thái quá của bản thân, cô hơi thấy có lỗi, tuy nhiên bình tĩnh lại, cô cảm thấy quả thực Hồ Cửu không nên đến dự hôn lễ của cô. "Hồ Cửu, tôi nói thẳng, dù sao chúng ta quan hệ quá mức khó xử, vẫn là không nên chạm mặt nhau. Nhất là trong hôn lễ của tôi." Nói đến đây Lục chỉ có chút khó chịu dù sao cũng mang tiếng một đời chồng hồ cửu đến hôn lễ chẳng khác nào làm cho mọi người bàn tán cả em không muốn tôi đến thật sao nhìn ánh mắt trốn tránh của lục thạc lòng anh có chút mất mát hồ cửu à cậu gọi tôi một tiếng cha tôi cũng nói thẳng cậu cùng lục thạc dù gì cũng từng đã là vợ chồng hiện tại con bé khó khăn lắm mới tìm được người tốt nếu cậu xuất hiện ở đó thì chẳng khác nào lục chỉ hơi dừng lại một chút bản thân ông biết yêu cầu này là vô lý với hồ cửu trang gì mà hay hay thế thăng chung duyện vn thăng nhưng vì hạnh phúc con gái ông cũng không còn cách nào suy cho cùng ông cũng nhìn ra hồ cửu rất tốt với con gái ông cha với lục thạc đều không muốn con đến dự đám cưới ánh mắt hồ cửu nhìn cả hai có chút gì đó tiếc nuối vậy là tốt nhất lục chỉ nói xong quay mặt đi còn lục thạc thì chỉ cúi đầu cũng không biết nói gì hơn thật sự đám cưới này cô không muốn anh xuất hiện được rồi con hiểu tuy không tới nhưng anh vẫn sẽ tặng cho em một món quà hồ cửu nói xong nhìn lục thạc bằng ánh mắt hy vọng muốn cô đồng ý yêu cầu này hồ cửu à thật ra cũng không có gì tôi thấy anh không nên tốn kém tốt nhất vẫn lo cho bản thân là được dù là hiện tại thì lục thạc vẫn nghĩ rằng hồ cửu là kẻ lông bông không có gì ổn định thay vì dùng tiền cho cô thì nên giữ cho bản thân Cuống hồ chồng tương lai của cô lại là hào danh đạt, cũng không thiếu nhất là tiền. Chỉ là món quà mong em có thể một đời an yên hạnh phúc, ngoài ra không có ý gì khác. Hồ Cửu kiên quyết khẳng định. Lục chỉ lúc này kéo tay con gái, vỗ vỗ tay cô nói. Lục thạc à, hồ Cửu với con chính là không hợp thì tan, cũng không có gì là xích mích mâu thuẫn lớn, cho nên. Con vẫn nhận quà đi. Thấy lục thạc có vẻ muốn từ chối, nhưng khi nghe cha cô nói vậy thì cô cũng gật đầu đồng ý. Anh sẽ không tới, sẽ có người chuẩn bị quà cho em. Yên tâm, nếu như sau này có khó khăn gì, cứ tìm anh. Nói xong Hồ Cửu đứng lên. Cha, con đi đây. Hay là ở lại một chút? Con còn có việc. Dứt lời, anh đi ra khỏi căn biệt thự này. Mà Lục Thả cùng Lục Chỉ nhìn nhau thở dài. Suy cho cùng thì Hồ Cửu cùng cô cũng thực sự là chia ly yên bình nhất. Con cần anh ta giúp gì chứ, dù sao, anh ấy cũng chỉ là kẻ lông bông. Chỉ mong anh ta tự lo bản thân thật tốt, không phiền tới cuộc sống sau này của con là ổn rồi. Lục Thạc cảm thán nói. Quả thực trong mắt cô Hồ Cửu quá mức vô dụng. Trong lúc đó hiếu thủ đã chếm trệ ngồi ở vị trí tổng giám đốc ở tập đoàn Sunny. Ông chủ, sao ông lại đột một vậy? Hào danh đặt đứng cúi đầu có dự cảm không lành. Tôi nhớ đã từng nói anh, để ý đến lục thạc cũng chưa từng nói hốt luôn người ta nhỉ." Hữu thủ nói đến đây, ánh mắt vô cùng sắc bén. "Ông chủ, lão đại, thần của tôi ơi, thật ra thì tôi chưa từng nghĩ. Nhưng cô ấy ly hôn, sau đó chủ động với tôi. Tôi làm sao, làm sao?" Nói đến đây Hào danh đạt ấp úng. "Là không làm sao cưỡng lại một mỹ nhân sao? Hào tổng từ khi nào mà lại vướng vào lưới tình rồi?" Lúc này, Hữu thủ vô cùng hối hận đây là anh ta giao chứng cho ác có phải không ông chủ tôi được rồi tôi không nói gì nữa anh nên biết nếu không phải vì long chủ tôi cam đoan sẽ cho anh một trận chỉ là cứ xem như là cả hai có phúc đi từ này tập đoàn sunny này sẽ thuộc sở hữu của lục thạc còn có hơn một phần ba bất động sản ở thành phố ra cùng một số cổ phần lớn sẽ chuyển sang tên vợ anh xem như quà cưới sau này nếu như anh làm gì không đúng với cô ấy anh cầm chắc ra đi tay trắng. Và còn, tôi ở đây chờ tần anh một trận. Nói xong hữu thủ đứng dậy, vứt cho hào danh đạt ánh mắt cảnh cáo. Đừng để tôi có cơ hội đánh anh, tôi e rằng anh chịu không nổi vài đòn đâu đấy. Hào danh đạt còn chưa kịp hoàn hồn, thì hữu thủ đã đi khỏi. Lúc này hào tổng cũng buồn rùn tay chân. Cái gì mà bất động sản của một phần ba thành phố? Cổ phần công ty lớn các nơi. Còn có, tập đoàn Sunny vậy ông chủ thực sự kia không lẽ thật là hồ cửu hắn nuốt ực một cái sau đó nghĩ lại cần phải ôm chặt chân lục thạc nếu không chờ đợi hắn e rằng là một ngày không xa bị tống cổ đi tay trắng nghĩ vậy hắn liền gọi điện thoại cho lục thạc vợ yêu à em đang ở đâu lục thạc tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vô cùng vui vẻ vẫn ở nhà chọn đi chọn lại vài thứ cho hôn lễ em không cần chọn cái nào xa hoa nhất đắt nhất lộng lẫy nhất em thích cứ bảo họ làm đừng suy nghĩ. Sao lại phung phí thế chứ? Không phung phí. Hào danh đặt nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Thôi, không cần, anh về cùng em chọn, hôn lễ phải chọn những gì tốt nhất. Nói xong hắn ta cũng rời đi. Hiểu thủ khi ra ngoài đã thấy hoàng đàn đợi sẵn. Ở đây làm gì chứ? Còn không phải sợ anh giết người. Hoàng đàn trợn mắt nhìn anh ta, toàn thân vẫn còn đau đớn. Long chủ tới rồi hắn tiếp tục nhắc nhở hữu thủ. Gì cơ, không phải mai sao? Không biết, chương 175, Bạch Long. Cả Hoàng Đàn cùng Hồ Cửu nhìn nhau, tâm trạng cả hai có chút khó hiểu. Về căn cứ, dù sao Long Chủ cũng sẽ về căn cứ thôi. Hoàng Đàn suy nghĩ một chút rồi nói. Long Chủ ở đâu cậu cũng không biết. Hữu thủ chất vấn. Tôi làm sao biết? Hoàng Đàn tức giận nói, sau đó lên xe, mặc kệ hữu thủ nhìn thấy hắn nổi giận, hữu thủ cũng có chút trột dạ rồi lên xe theo. Núi hàng, chợt hữu thủ nhớ đến bạch thố. Sao lại là núi hàng? Hoàng đàn thắc mắc, như nhớ ra gì đó, hữu thủ nhìn hoàng đàn bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi hỏi cậu, lúc trước làm sao mà giam được bạch thố? Ánh mắt của hữu thủ vô cùng nóng rực, như muốn biết mọi chuyện rõ ràng. Sao lại hỏi chuyện này? Nhắc tới chuyện này, hoàng đàn có chút ngượng ngùng, nói đi nói rõ nào đây là chuyện quan trọng sao lại quan trọng long chủ cũng giải quyết rồi mà hoàng đàn vẫn chưa biết chuyện về bạch thố dù sao thì bạch thố cũng không để lộ sơ hở chợt anh ta nhớ tới túc trì dường như túc trì chưa biết chuyện của bạch thố không có gì lạ sao lạ gì chứ lạ chỗ nào hoàng đàn vẫn không hiểu hữu thủ đang muốn nói đến chuyện gì nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hoàng đàn hữu thủ lại dâng lên một sự tự trách vậy mà anh ta từng cho rằng bạch hố xứng đáng hơn lục thạc xem ra anh ta nên xem lại mắt nhìn người của mình tới núi hàng nhanh đi mà trong lúc bọn họ còn đang thắc mắc quả thực hồ cửu đã tới núi hàng lão hắc ông vẫn khỏe sao hồ cửu nhìn lão hắc cũng không có chút biểu cảm dư thừa tuy lời nói rất vì tiện nhưng giọng điệu lại là quan tâm có chuyện lão hắc nhíu mày phải biết một chiến thần rất ít khi biểu cảm mà hiện tại nhìn gương mặt kia của Hồ Cửu cũng không có biểu cảm gì cả. "Lộ rõ vậy sao?" Hồ Cửu hơi thở dài, vẫn là không qua mắt được lão sư này. "Ta là người dạy con." Giọng lão hắc có chút tự hào, lại có chút dịu lại, cũng không đùa giỡn hay gay gắt. "Có chuyện thì cứ nói, ta từng nói đây là nhà của con. Làm gì có?" Hồ Cửu cười cười rồi ngồi xuống. "Lão Bạch không ở cùng người nữa sao?" ánh mắt hồ cửu nhìn xung quanh với vẻ thăm dò. Lão Bạch cùng thằng nhóc Bạch Thương đi ra sau núi tập quyền rồi. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của hồ cửu, lão hắc lại có dự cảm không lành. Mỹ Hòa cũng đi ra sau núi cùng bọn họ rồi. Tuy không biết chuyện gì nhưng lão hắc lờ mờ đoán ra có liên quan đến Bạch Gia. Liên quan đến họ, cũng không hẳn. Hồ cửu hơi lắc đầu, nhìn lão hắc. Là Bạch Thố sao? Sao có thể? Lão Hắc hơi hiểu ra, nhưng chợt giật mình, ít nhất con bé Bạch Thố luôn làm ông vui, cũng không biểu hiện gì. Lại còn rất xứng với Hồ Cửu. Bản thân tôi cũng không tin, cho đến khi Hồ Cửu thở dài, quả thực một phút nào đó anh cũng từng yếu lòng với Bạch Thố, chỉ là ở cô gái này tuy là mang cho anh chút ấm áp, nhưng ngay từ đầu anh cũng không cảm nhận được từ anh sự yêu thương hay có gì đó gọi là tình cảm, chỉ là muốn cảm ơn cô ấy nên mới. Nhưng thật không ngờ nói rõ hơn lão hắc vô cùng nghiêm túc tuy là chuyện khó tin nhưng ông luôn chọn tin tưởng hồ cửu chiến thần là người không chỉ có năng lực mà còn có phẩm chất bạch long cha của bạch hố e rằng vẫn còn sống thậm chí còn là người đứng sau mọi chuyện không thể nào như vậy được lão hắc run run tay ông ta biết rõ bạch long tuy tính cách khác xa lão bạch nhưng ông thân cận với bạch gia bao lâu nay sao lại không hiểu được chứ bạch long xem như là đứa rất biết chuyện nó không thể làm chuyện đó lão hắc một đời không gia đình vì lo lắng ảnh hưởng người thân cho nên luôn coi bạch long là con trai có thể nói năm đó không cho bạch long làm chiến thần cũng là lý do này một đời chiến thần không hề đơn giản mà hoàng đàn được lão bạch giới thiệu kia thì còn quá nông cạn bạch long tuy đủ tố chất nhưng ông lại không nỡ năm đó nếu nó muốn kiên quyết muốn ông sẵn sàng nhận nó việc gì phải bày lắm trò thế chứ. Lão Hắc, mọi chuyện đều đã qua điều tra, không thể sai. Hồ Cửu hiểu đây có thể là đả kích với Lão Hắc. Ban đầu điều tra không ra manh mối, Hồ Cửu vẫn luôn thắc mắc, Bạch Hố xét ra thế, xét năng lực đâu cần làm cho ai, hay bị ai sai khiến. Một nhà Bạch gia đều được bảo vệ tốt, càng không có chuyện để người uy hiếp. Cho nên, Hồ Cửu nghi ngờ người Bạch gia, nhưng điều tra một lượt, lại không hề thấy Lão Bạch có gì đó. Bạch thường kia càng không có năng lực, Mỹ họa thì cùng lắm chỉ tham tài, tuy nhiên họ ở núi hàng lâu vậy rồi, mà ở đây không thể liên lạc bên ngoài. Bạch Long, còn sống, vậy Bạch Thố biết. Đúng, cô ta biết, cô ta đang giúp ông ấy muốn lấy tam bảo vật, ông ta có lẽ cũng muốn mở cánh cửa kia. Hồ Cửu gật đầu, cắt đi nguồn hy vọng cuối cùng của Lão Hắc. Lão Bạch, cũng biết sao, ông ấy lừa ta. Lão Hắc có chút run rẩy, cả đời ai hỏi ông rằng ông tin nhất là ai không phải hồ cửu mà chính là lão bạch cùng bạch long vậy mà có lẽ ông ấy chưa biết nói đến đây hồ cửu im lặng có chút trần trừ cũng có chút không muốn cắt đi tia hy vọng cuối cùng của ông thật ra thì bạch long muốn mở cánh cửa ấy cũng là điều bình thường đứng sau chiến thần là người hộ cho chiến thần có đôi lúc muốn trở thành người nắm quyền tuyệt đối hồ cửu thở dài một chút Ánh mắt lão hắc phức tạp. Lão hắc, đệ tử ruột của ông tới rồi à, còn không kêu tôi. Nhanh nhanh, tôi muốn hỏi thăm cháu gái tôi chút nào. Nhìn thấy Hồ Cửu, ánh mắt lão bạch sáng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 175.